Chào các anh chị. Dạ chào chị Như Thảo. Chào anh Ban Lĩnh. Chào chị Hương Lê. Chào bạn Hoàng Minh. Chào anh Thuận Phan. Các anh chị ơi, các anh chị nghe rõ không ạ? Chào bạn Nguyễn Khiêm. Chào bạn Charika Balana. Cảm ơn bạn. Và chào chị Tường Dung. Chào bạn Nghĩa Nguyễn. Chào bạn Nam Hói. Chào em gái bạn Phím Đen. Bao Thanh Thiên. Chào anh Huy đẹp trai nhất thế giới. Cảm ơn Bao Thanh Thiên. Chào bạn. Chào bạn Bảo Ngọc Nguyễn. Chào anh An Tôn Trí Khoa. Chào anh Lý Đại Nhân từ Minnesota ở Mỹ. Chào chị Ngọc Nga. Chào chị Lượng Dung. Các anh chị ơi, chúng ta tranh thủ gửi lời chào tới nhau và xướng tên địa phương của mình lên các anh chị. Dạ hello chị bác sĩ Nguyên Trần từ Hà Nội. Chào anh Tuân Nguyễn. Dạ chào anh Quang Đô. Chào chị Thảo Phương. Chào cô Thùy Dung Nguyễn. Chào anh Mike từ Texas, Hoa Kỳ. Chào anh Hoài Việt. Ít bữa nói về đề tài công giáo nha Quy. Dạ cảm ơn anh Hoài Việt. Dạ sẽ sớm ạ. Chào Thanh Luân. Chào người đẹp Thanh Luân, hôm nay ghé nhà anh chơi. Chào anh đẹp trai cũng bị chụp mũ giống Luân. Không sao Luân ơi, mình thế hệ trước của mình bị chụp nón cói với dép râu mà người ta còn chống cộng kiên cường được mà, đúng không ạ? Mình bây giờ chụp nón kết nhầm gì? Kệ đi Luân. Chào anh Hồng Trương, chào Toàn Nguyễn. Chào chị Thủy Phạm từ Singapore. Chào Hoàng Minh từ Láng Sen, Hậu Giang. Quê hương của tôi. Cảm ơn Hoàng Minh. Chào anh Nghĩa Nguyễn từ Melbourne, Australia. Chào anh Văn Cương từ Sài Gòn. Các chị ơi, chúng ta tranh thủ gửi lời chào tới nhau và xướng tên địa danh của mình lên để kết nối đi các anh chị. Ông bà người Việt chúng ta dạy lời chào cao hơn mâm cỗ. Chúng ta giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp của ông bà Việt chúng ta, lời chào cao hơn mâm cỗ nghe anh chị. Chỉ có cái nhóm mà bộ tộc bắt bó thì nó ăn cỗ chứ nó không thèm chào. Thì chúng ta phải khác 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 họ nghe anh chị. Chào Julia Phan. Các anh chị ơi, cho Huy hỏi là còn anh chị nào ở địa phương nào cảm thấy mình đang cô đơn không ạ? À? Cảm thấy lực lượng còn đang mỏng không ạ? À? Không phải cô đơn trong tình yêu luôn nha. Lực lượng của mình đang mỏng đó các anh chị. Anh Neil Lenker từ Nam California. Nhà Hoàng Châu ở Montreal, Canada. Nguyễn Hữu Thành, chào anh Nguyễn Hữu Thành. Chào anh Hòa Parker. Chào anh Tuấn Quang ở Cần Thơ. Các anh chị kết nối nhau đi ạ. Hôm nay cũng cũng lâu rồi, cũng cũng hơn 10 ngày rồi. Huy bây giờ vắng vừa live thì live stream thì cũng cũng hơi vội vã, không có nhiều thời gian. Thành ra rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn có inbox cho Huy cũng cằn nhằn là sao dạo này Huy live stream mà Huy không có tặng các anh chị, các cô chú những bài hát mà mọi người yêu thích nữa. Huy biết là Huy hát không có hay,
Nhưng mà đây là tấm lòng của các anh chị, các cô chú. Thì Huy cũng hôm nay cũng tặng cho các anh chị, cô chú một bài hát. Dạ, con chào thầy Thích Đạo Thành. Chào bạn Khúc Linh Lê từ Australia. Trong thời gian chờ đợi, chúng ta gửi lời chào và kết nối tới nhau. Huy hát tặng các anh chị một bài cũng có liên quan tới chủ đề hôm nay. Hôm nay Huy nhắc lại là hôm nay Huy sẽ nói chủ đề là tương lai giới trẻ Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam sẽ đi về đâu nha các anh chị. Huy sẽ tặng các anh chị, các cô chú và các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, một bài hát rất là quen thuộc. Các anh chị nghe rồi đón tên và tác giả sau ha. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Ngày nó sống kiếp lang thang, ngẩn ngơ như chim xa đàn, nghĩ mình qua đời khi còn tắm nhỏ. Một chén cơm chiều mình lòng chưa no. Cuộc sống đôi sách bơ vơ, hỏi ai ai cho nương nhờ, chuỗi ngày tăm tối vô bờ. Chiếu rách có gió, một thân côi cút không nhà. Thân em đã thọ, bạn quen ai có đâu xa. Thần tử có ta để làm, trên phố xa hoa mình bắt điêu tàn nên đời nó. Một chén cơm chiều mình lòng chưa no. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ. Chén cơm chiều mình lòng chưa no. Cuộc sống đôi sách bơ vơ, hỏi ai ai cho nương nhờ, chuỗi ngày tăm tối vô bờ. Đêm đêm nó ngủ, một mảnh chiếu rách có gió, một thân côi cút không nhà. Thân em lá cỏ, bạn thân ai có đâu xa. Thằng tư con tám lê la, trên phố xa hoa cuộc chiến điếu tàn nên đời nó khổ.
một chén cơm chiều lên lòng trường. Nhiều lớp nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ bao giờ cho đến bao giờ. Nhiều lớp nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ bao giờ cho đến bao giờ. Nhiều lớp nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ bao giờ cho đến bao giờ. Cảm ơn các anh chị. Dạ, ca khúc nó nhiều anh chị biết bài hát này ạ. Dạ, cảm ơn anh Phi Phi Nguyễn, cảm ơn bạn Lê Đình Bình. Ca khúc này viết cũng lâu rồi ha các anh chị, ra đời rất là lâu. Vào cái thời mà miền Bắc lâm vào cuộc chiến tranh của những người cộng sản phát động. Cuộc chiến tranh đó nó kéo dài từ những năm 47 cho đến những năm 54, cho đến từ 47 tới năm 54 là hầu hết các dãy đất miền Bắc là bị những người cộng sản đánh phá rất là khủng khiếp. Họ đặt bom, họ gài mìn, họ tổ chức ám sát, cắt cổ, chặt đầu, mổ bụng. Họ luôn luôn cầm hai tờ giấy. Những người cộng sản miền Bắc cầm hai tờ giấy, nửa đêm xông vào nhà những người dân mà tương đối là khá giả một chút. Một tờ là tình nguyện đóng góp cho cách mạng, chưa sẵn chỗ cho gia chủ ký tên, ghi sẵn nội dung tình nguyện đóng góp bao nhiêu vàng, bao nhiêu tiền, bao nhiêu lúa. Còn tờ giấy thứ hai dành cho những gia chủ nào không chịu ký tên vào cái tờ giấy tình nguyện đóng góp cho cách mạng, đó là tờ giấy tuyên án tử hình vì tội chống lại cách mạng. Chưa sẵn chỗ trống để ghi tên những gia chủ, những cái nóc nhà, những hộ phú nông miền Bắc. Thì hiển mà ai mà không chấp nhận tình nguyện đóng góp cho cách mạng là họ đưa cái tờ giấy ra, họ ghi tên vào, họ chặt đầu, họ cắt cổ, họ mổ bụng, họ moi gan, họ giết xong họ phơi xác ngoài đường, họ biêu xác ngoài chợ. Sáng sớm hôm sau bước ra ngoài đường thì chúng ta thấy những cảnh rất là man rợ, còn hơn cả tụi Hồi giáo cực đoan ISIS bây giờ. Đó chính là miền Bắc với cái triều đại cộng sản. Cho đến năm 54 thì do quốc tế cộng sản hỗ trợ thì họ chiếm được miền Bắc. Thì tưởng đâu là những người dân như nhân vật nó, một đứa con côi cút của miền Bắc, tưởng đâu những người dân ấy được sống sung sướng hơn, được có cuộc đời mới. Thì không phải như vậy. Những người cộng sản lập tức thực hiện những cái cuộc dơ dép, đàn áp, bóc lột. Đất đai của người dân thì gom vào hợp tác xã. Họ thực hiện đánh tư bản, thực hiện đánh điền chủ, cải cách ruộng đất là giết điền chủ để cướp đất đai tài sản của người dân. Những người nào mà có vài công đất là được coi là địa chủ rồi. Họ giết sạch, họ vét sạch. Họ đẩy miền Bắc vào một cái cuộc thảm trạng là nó còn đau thương hơn. Thành ra nó mới có hàng triệu người từ miền Bắc chạy cộng sản di cư vào miền Nam sau năm 54. Các anh chị có thể tìm hiểu điều này. Cuộc di cư tìm tự do của dân miền Bắc vào miền Nam. Thì các anh chị thấy cuộc chiến điêu tàn, miền Bắc điêu tàn là những cụm từ lặp đi lặp lại trong cái bài hát này.
thì nhân vật nó chỉ là một trong những đứa bé mồ côi bị cha mẹ bị chết, biết đâu là bị cộng sản giết không chừng. Anh không có cha không có mẹ thì sống lang thang, cơm không có ăn, áo không có mặc. Thì các anh chị thấy một bài hát để lại cho chúng ta một cái dấu tích về thời kỳ mang rợ của phân nửa đất nước chúng ta dưới triều đại cộng sản. Tương lai của những đứa đứa trẻ ấy, tương lai của thế hệ trẻ miền Bắc dưới triều đại cộng sản là chưa bao giờ là thấy ánh bình minh, chưa bao giờ có ánh bình minh. Những năm 40 mấy tới năm 50 ấy, thì giới trẻ miền Bắc chỉ có một con đường lựa chọn duy nhất là đói quá, nghèo quá, mà bị dơ dét, bị cướp bóc hết rồi, không không có đường ngóc đầu lên, thì chỉ có một con đường duy nhất là đăng ký đi bộ đội, tức là đăng ký vào quân đội của cộng sản để được cơm ăn, để được lương khô đấy em, để không có tốn cơm ở nhà, không tốn gạo ở ở quê hương mình. Tương lai của họ đó các anh chị, tương lai của họ đó, họ đăng ký vào đó, họ biết họ chết, họ biết là họ sẽ bị, có những người biết bị xua vào cái trận chiến là chết chóc, mà không biết miền Nam là gì, mà cứ bảo là phải đi giải phóng miền Nam, họ không biết. Nhưng mà họ đói, họ nghèo, họ bị bóc lột đến tận xương tủy, họ còn con đường nào khác đâu. Tương lai của họ là đứng vào cái đoàn quân sinh Bắc tử Nam, những đoàn quân không có thẻ bài để đeo, các anh chị thấy man rợ không? Chết mà còn không biết cái người, cái xác đó là của đơn vị nào, tên gì, thì làm sao mà quy tụ mà hài cốt đem về quê hương đi, đem về cố hương được. Nó nướng thanh niên miền Bắc, tương lai của thanh niên miền Bắc dưới triều đại cộng sản chưa bao giờ là ánh bình minh, chỉ là địa ngục tăm tối và chết chóc. Thì nhân vật nó trong bài hát cũng vậy thôi các anh chị, một đứa trẻ tăm tối và chết chóc và đói khổ. Sau năm 75, những người cộng sản miền Bắc chiếm được miền Nam do cái xoay trục của thế giới, do cục diện của chiến tranh lạnh, thì các nước lớn nó ngã giá để nó trao đổi với nhau, thì miền Nam thất thủ, miền Bắc chiếm được miền Nam. Thì những người miền Bắc họ cho dù như là những người mơ mộng nhất cũng chưa bao giờ họ nghĩ rằng là khi chiếm được miền Nam giàu có thịnh vượng như vậy mà họ lại tiếp tục đói khổ, chưa bao giờ người miền Bắc nghĩ như thế. Họ nghĩ rằng thôi kệ, mình lỡ mình tham gia cuộc chiến phi nghĩa, mình lỡ mình đi cướp bóc, mình vào tới Sài Gòn mình biết mình bậy rồi, mình biết mình không phải là đi giải phóng mà là đi ăn cướp rồi, nhưng mà biết đâu những cái tài sản trong miền Nam này đem về thì nó cứu được bà con của mình, cứu được quê hương của mình, nó cứu được mà dòng họ của mình, nó cứu được cái bao tử của mình, và may mắn là mình không chết, tốt rồi. Những người mơ mộng nhất của miền Bắc cũng chưa bao giờ họ, những người mà gọi là bi kịch nhất của miền Bắc thì họ chưa bao giờ cũng họ nghĩ tới là cướp được miền Nam mà họ lại nghèo đói. Tuy nhiên ngay sau năm 75 tới năm 76 thì các anh chị thấy cộng sản lại tiếp tục thực hiện một cuộc vơ vét đánh tư sản ở miền Nam, một cuộc vơ vét đánh địa chủ ở miền Nam, và họ thực hiện triệt tất cả những người cộng sản miền Nam, họ triệt hết, họ chiếm hết miền Nam và vơ vét tài sản trở về miền Bắc, nhưng mà trở về bỏ túi riêng của những người cộng sản chứ không phải chia cho người dân miền Bắc. Những người người mà cầm súng sinh Bắc tử Nam liều mình, những mẹ, những chị, cô gái mở đường, những cô gái thanh niên xung phong, những người đi làm thanh niên xung phong xả thân để lót đá cho xe vào cướp miền Nam thì cũng vĩnh viễn nằm trong rừng thôi, chứ cũng không được đãi ngộ gì hết, không có một cái chế độ chính sách nào tương xứng cho họ. Sau năm 75 cướp được miền Nam thịnh vượng, cướp được rất là nhiều vàng, rất là nhiều đô la. Từ đó tới nay mỗi một năm riêng Sài Gòn nộp về miền Bắc 300 mấy chục ngàn tỷ, nhưng mà dân miền Bắc vẫn nghèo. Tương lai của những người dân miền Bắc chưa bao giờ là bình minh, chưa bao giờ là ánh bình minh. Và sau năm 75, tương lai của dân miền Nam chúng ta cũng chưa bao giờ là ánh bình minh, chưa bao giờ chúng ta thấy ánh bình minh. Đơn cử là chúng ta đã từng nói với nhau qua hai cái livestream mà chúng ta trao đổi trước đây, đúng không? Hôm kia với hôm qua, livestream về con ếch Việt Nam. Tôi dành rất là nhiều thời gian để tôi đặt câu hỏi là các anh chị, thậm chí các anh chị dư luận viên, các anh chị đảng viên, là chia sẻ với tôi một lĩnh vực nào đó mà dưới triều đại cộng sản Việt Nam từ sau năm 75 đến giờ mà Việt Nam được cả thế giới ngưỡng mộ. Chia sẻ với tôi một lĩnh vực thôi, một mà khó đến vậy, khó đến độ không có ai chọn được một lĩnh vực nào hết. Không có ai chọn được lĩnh vực nào mà cả thế giới ngưỡng mộ người Việt Nam.
toàn là những thứ chúng ta đứng đầu, mà đứng đầu rác rưởi, đứng đầu đáng phỉ nhổ, đáng khinh bỉ, đứng đầu về độ mọi rợ. Thành ra từ 40 mấy năm qua là cả nước chúng ta điêu tàn và đói khổ, chứ không còn là miền Bắc điêu tàn nữa. Điều đó cho chúng ta thấy tương lai của Việt Nam nói chung và tương lai của thanh niên thế hệ trẻ Việt Nam nói riêng bây giờ cũng như vậy thôi các anh chị, không có gì khác. Chưa bao giờ là anh bình minh, chưa bao giờ là anh bình minh. Dưới triều đại của Cộng sản, hai chữ Việt Nam chưa bao giờ nó thối tha, nó đê tiện, nó đáng phỉ nhổ như thế. Thì tương lai của những con em đứng trong xã hội Cộng sản Việt Nam làm sao mà sáng sủa và thơm tho cho được. Thì hôm nay chính vì điều đó tôi chọn cái chủ đề là thế hệ trẻ Việt Nam sẽ đi về đâu. Các anh chị biết rồi, thế hệ trẻ là rường cột của quốc gia đúng không? Tất cả những chính trị gia, những lý thuyết gia, những triết gia đều nói điều này. Thế hệ trẻ là nội lực của quốc gia, là rường cột của nước nhà. Các anh chị có đông dân như thế nào đi chăng nữa mà dân số già, đó là nỗi lo của một quốc gia đó. Quốc gia đó phát triển như thế nào mà dân số già là quốc gia đó rất là lo lắng. Họ phải dùng nhiều chính sách để hỗ trợ cho dân của họ, đẻ cho nhiều, đặng dân số trẻ lại. Thế hệ trẻ là rường cột của quốc gia. Thì tương lai, con đường của thế hệ trẻ nó quyết định tới vận mệnh của quốc gia mình. Đồng ý không các anh chị? Vậy thì hôm qua chúng ta cũng có nói sơ sơ về cái bức tranh mà lấm lem về những cô hot girl, hot boy ở Việt Nam, những ông đại gia thiếu gia Việt Nam, nói sơ sơ qua thôi. Nhưng mà đó là một trong những cái góc nhìn về thế hệ trẻ. Các anh chị thấy không ạ? Hôm qua chúng ta nói sơ sơ đấy. Hiện trạng của giới trẻ Việt Nam hiện giờ, chúng ta có muốn né tránh thì cũng không né tránh được. Tức là sao ạ? Tức là giới trẻ rất là đông bị lệch chuẩn. Họ lệch chuẩn, họ không có chuẩn mực gì hết. Sống không có chuẩn mực, không có mục đích, không có lý tưởng, và sống không có giống ai hết. Không có giống loài người luôn. Đúng không? Các anh chị có nghe những live hôm qua thì các anh chị nhớ, tôi nhắc lại cho những anh chị mới là nam thì nhậu số 1 thế giới Việt Nam. Giới trẻ nam nhậu, đúng không ạ? Bài bạc, đá gà, cá độ bóng đá, Việt Nam trùm, nước nào bằng Việt Nam các anh chị chỉ tôi coi. Bước qua Cambodia, những cái sòng bài lớn nhất ở Cambodia, hơn 80% người đánh bài ở đó là người Việt Nam. Là người Việt Nam, không phải là người Cambodia. Tức là chúng ta đem tiền vào Cambodia nướng, còn họ thu phí, họ thu thuế. Vào sòng bạc thì thua chắc rồi các anh chị, đánh không lại nó đâu. Rồi nữ thì sao ạ? Nữ thì thích khoe của, khoe hàng hiệu, thích shopping, thích điện thoại hiệu, thích giày hiệu, túi xách hiệu, thích những chuyến du lịch trời Âu bằng tiền của những thiếu gia và những đại gia. Mà những thiếu gia, những đại gia ấy tiền ở đâu mà ra? Tiền của nó tàn phá rừng mà ra. Những đại gia Việt Nam hầu hết là đại gia gì? Đại gia gỗ, đại gia phố núi, đại gia buôn lậu, đại gia buôn thu quý hiếm, thậm chí đại gia buôn ma túy. Những thiếu gia cũng vậy. Rồi những đại gia, những thiếu gia mà hay bao mấy em hot girl mua hàng hiệu rồi đi du lịch vi vu, đi những chuyến xét tour trời Âu, đó là những ai? Là những con quan chức, là những cậu ấm cô chiêu của con anh Sáu, là những cháu anh Năm. Chỉ có những con anh Sáu, cháu anh Năm nó mới có nhiều tiền lắm của, tiền ăn cướp của dân á, thì nó mới bao những cô hot girl bành háng cho nó chơi, rồi nó mua hàng hiệu cho nó, dắt đi châu Âu nó chơi đã, nó bỏ rồi lại chơi con khác. Giới trẻ của Việt Nam chúng ta nó hiện hình bằng những cái hình ảnh như thế, mà chúng ta có muốn né tránh cũng không được. Nó hiện lồ lộ trước mặt chúng ta hàng chục năm nay, đúng không các anh chị? Vậy thì cái gốc vấn đề
chúng ta phải nhìn nhận hiện trạng giới trẻ Việt Nam hiện giờ là ở đâu. Thì có một số đặc điểm mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Cái mà chúng ta cần nói với nhau ngay lập tức, nói về giới trẻ Việt Nam, đó là trình độ học vấn của giới trẻ Việt Nam. Trình độ học vấn của giới trẻ Việt Nam hiện giờ thì nhiều nước nể phục lắm nghe các anh chị. Nể phục lắm à. Tại vì Việt Nam chúng ta là nước nhiều giáo sư, nhiều tiến sĩ, nhiều thạc sĩ, nhiều cử nhân, lớn bậc nhất thế giới nếu tính trên tỷ lệ dân số. Tính trên tỷ lệ quan chức mình cũng khủng khiếp luôn. Mình cũng đứng bậc nhất thế giới, thậm chí đứng nhất thế giới luôn, đứng cao hơn cả Trung Quốc. Thằng thầy Trung Cộng còn không lợi, thằng nghe thằng đệ tử Việt Cộng nữa. Quan chức giáo sư đầy hết trơn. Giáo sư đảng, giáo sư xây dựng đảng, giáo sư Mác Lê, tiến sĩ Mác Lê, thạc sĩ xây dựng đảng, thạc sĩ nhà nước và pháp luật, thạc sĩ quản lý nhà nước. Các chị đầy hết trơn. Còn các bạn trẻ là cử nhân với thạc sĩ cũng đầy. Kinh tế có, công nghiệp có, kỹ thuật có, kiến trúc cũng có, y cũng có, đúng không ạ? Nông nghiệp cũng có, khoa học xã hội, nhân văn cũng có luôn, đầy bằng cấp hết. Nhưng mà thất nghiệp cũng đầy. Tại sao ạ? Tại vì cái bậc giáo dục của chúng ta, tôi tính từ đại học trở lên, gọi là giáo dục bậc cao á, nó có ý nghĩa gì trên thế giới này đâu các anh chị, các bạn trẻ. Các bạn trẻ đồng ý không ạ? Giáo dục từ bậc đại học tới cao học tới tiến sĩ, nó có ý nghĩa gì trên thế giới đâu? Nó có ý nghĩa gì đâu? Chất lượng của nó có được người ta công nhận đâu? Nó có bằng nước nào đâu? Nó thua cả đại học hoàng gia Cambodia. Mà các anh chị có muốn chấp nhận điều đó hay không? Đó vẫn là sự thật. Cái bằng đại học của Việt Nam thua đại học hoàng gia Cambodia, thua 5 năm nay rồi các anh chị. Mà tất cả những điều này là nó nằm ở trên bảng xếp hạng tất cả các trường đại học danh tiếng nhất trên thế giới hàng năm. Họ đều đưa ra bảng xếp hạng này. Đó là một tổ chức giáo dục độc lập ở Mỹ, không có phải là thế lực thù địch nào đưa cái bảng xếp hạng này đâu. Thì bảng xếp hạng 500 trường đại học tốt nhất trên thế giới luôn luôn không có Việt Nam. Các anh chị tưởng tượng coi, thế giới này có 200 quốc gia và vùng lãnh thổ thôi. Khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ thôi. Mà Việt Nam không có lọt được trong bảng xếp hạng 500. Top 500 trường đại học cao nhất thế giới, Việt Nam không có lọt vô. Mà có 200 nước à. Tức là sao ạ? Tức là có những nước người ta có 2 trường, tính trung bình, những nước là có 2 trường hoặc là 2,5 trường lọt vô đó. Mà chúng ta nằm ở đâu trên bản đồ thế giới? Ngành giáo dục Việt Nam, giáo dục cộng sản nằm ở đâu trên bản đồ thế giới? Top 500 mà còn không có mặt. Còn ở châu Á, ở châu Á hàng năm cũng đưa ra danh sách top 100 trường đại học tốt nhất châu Á. Thì các anh chị biết châu Á vài chục nước thôi, đúng không ạ? Mà họ đưa ra top 100 là các anh chị cũng biết rồi. Tức là có những nước họ có nhiều trường lọt vào bảng xếp hạng đó, mà Việt Nam cũng không có ai lọt vô top 100 luôn. Không có trường đại học nào của Cộng sản Việt Nam lọt vô top 100. Vậy thì giáo dục Việt Nam đang nằm ở đâu trên bản đồ thế giới? Nói châu Á rộng quá, nhiều bạn trẻ ở đây chắc cũng chưa biết châu Á là châu gì nữa, đúng không ạ? Hoàng Sa với Trường Sa mà còn để lộn nữa. Có một cuộc khảo sát trên mạng á, cái bản đồ Việt Nam rồi hai quần đảo này họ không để tên, họ in hai chữ Hoàng Sa Trường Sa để các bạn đặt vô thôi, mà các bạn đặt còn lộn nữa. Đặt Trường Sa lên trên, đặt Hoàng Sa xuống dưới mới chịu. Thì nói châu Á xa xôi quá, giờ tôi nói Đông Nam Á thôi. Bảng xếp hạng 30 trường đại học danh giá nhất Đông Nam Á. Đông Nam Á chúng ta có nhiều nước anh chị? Đông Nam Á có hơn 10 nước thôi, hơn 10 nước và dùng lãnh thổ thôi, đúng không ạ? 11, 12 nước gì đó thôi. Mà họ đưa ra bảng xếp hạng 30 á, mà Việt Nam cũng không lọt vô được bảng xếp hạng 30 luôn, Đông Nam Á. Các anh chị thấy đó là sự thật, các anh chị lên gọi 30 trường đại học danh giá nhất Đông Nam Á, các anh chị tự gõ ra có trường nào của Việt Nam đâu. Các bạn trẻ Việt Nam bằng đại học cử nhân, bằng thạc sĩ đầy hết. Và các bạn đang ngồi trong giảng đường đại học cũng đầy, hàng triệu người mỗi một năm, hàng trăm ngàn người ra trường, đúng không ạ? Rồi những cái bạn mà học sinh phổ thông là thế hệ trẻ Việt Nam cũng đầy, hàng triệu bạn đang học học sinh phổ thông. Thậm chí ở đây cũng có học sinh phổ thông đang nghe Huy nói. Thì các bạn trả lời coi, giáo dục Việt Nam, cái nền giáo dục mà các anh chị đang được hưởng,
các anh chị đang học, các anh chị đang mài đũng quần trên cái ghế nhà trường của nền giáo dục này, nó đang nằm ở đâu vậy? Nó đang nằm ở đâu vậy? Và các anh chị đang học cái gì? Các anh chị đang theo học cái gì? Thì khi các anh chị đang học cái gì mà các anh chị còn không biết thì tương lai các anh chị sẽ đi về đâu? Mình ngồi ở trong cái mái trường gì mà mình còn không biết nữa thì tương lai mình về đâu? Có bao giờ các bạn tự hỏi là các bạn đang học cái gì và học xong các bạn sẽ được gì gì từ cái nền giáo dục này chứ? Có bao giờ các bạn trẻ đặt câu hỏi là học xong mình được gì chứ? 12 năm trời để lấy cái bằng tú tài, xong rồi 4 năm để lấy bằng cử nhân, thậm chí có những bạn can đảm học thêm 3 năm lấy bằng thạc sĩ, tổng cộng là gần 20 năm. Gần 20 năm, đời người có 60 năm mà các anh chị. Tốn 1/3 đời người để đi học trong cái mái trường xã hội chủ nghĩa, 20 năm trời lấy cái bằng thạc sĩ xã hội chủ nghĩa, xong các anh chị có tự hỏi rằng cầm cái bằng thạc sĩ các anh chị xin việc được không? Các anh chị có xin việc được không? Các bạn trẻ ở đây chưa vào đại học cũng tự trả lời câu hỏi đó đi. Tự đặt câu hỏi đi, mình tập đặt câu hỏi. Và các anh chị ở đây đang có bằng thạc sĩ mà thất nghiệp, cũng nói thật lòng mình với các bạn trẻ đi. Các anh chị đã vất vả như thế nào trong cái con đường tìm việc làm? Các anh chị nói thật với nhau đi. Hôm rồi có một cái cuộc tuyển dụng của Grab Bike. Đó là một cái tổ chức mà chạy xe ôm trực tuyến. Các anh chị biết cái app mà đặt xe ôm trực tuyến, Grab Bike. Nó là một cái ngày hội tuyển dụng ở thành phố Hồ Bả Chó. Các anh chị có biết không? Hàng chục ngàn sinh viên rần rần đăng ký làm tài xế xe ôm cho Grab Bike. Các anh chị có thấy hình ảnh đó không ạ? Các anh chị muốn thấy thì các anh chị vào cái bay mang tên là Tuổi Trẻ Sài Gòn, cái bay Tuổi Trẻ Sài Gòn trên Facebook, các anh chị sẽ tìm thấy được cái status của cái nhóm này á, về cái vụ tuyển dụng Grab Bike này gây sóng gió trên mạng luôn. Hàng ngàn lượt chia sẻ, hàng chục ngàn comment. Nói chung là các bạn trẻ bảo vệ những cái người mà sinh viên ra trường không có việc làm đi chạy xe ôm. Các bạn trẻ thường bảo vệ rất là quyết liệt. Tại sao ạ? Tại đó là quyền tự do của tôi. Tôi có quyền tự do. Tôi muốn làm gì tôi làm, miễn hợp pháp thì thôi. Tôi được quyền kiếm tiền bằng mồ hôi, sức lao động của tôi chân chính. Ok, các bạn nói đúng hết. Các bạn nói rất đúng. Các bạn rất giỏi vì các bạn bảo vệ quyền chạy xe ôm của mình. Trong khi các bạn rất dở, rất tệ khi các bạn không bảo vệ cái trí thức của mình, không bảo vệ cái bằng cấp của mình, không bảo vệ cái nền học vấn của mình, không bảo vệ 1/3 cuộc đời mình đã bỏ ra để mài đũng quần trong cái nền giáo dục thối tha này. Lý ra các bạn phải bảo vệ điều đó. Các bạn phải đặt câu hỏi tại sao tôi học đại học mà tôi lại phải chạy xe ôm. Lý ra các bạn phải đặt câu hỏi, các bạn phải cảm ơn cái bay Tuổi Trẻ Sài Gòn vì họ lên tiếng cho các bạn. Các bạn phải cảm ơn họ. Tại sao tôi là một cử nhân, một thạc sĩ, tôi là trí thức của xã hội, tôi là rương cột của quốc gia mà tôi phải đi chạy xe ôm? Tại sao? Thì khi đó các bạn sẽ thấy là cái nền giáo dục chúng ta nó thối tha và nó rác rưởi đến cỡ nào. Xe ôm mà nhiều khi tuyển còn rớt nữa kìa các anh chị, chứ không phải là vô chạy là chạy đâu nha. Xe ôm mà họ không biết xài smartphone, không có app Grab Bike cài trên Android hoặc iOS là không có tham gia Grab Bike được đâu nghe các anh chị. Các anh chị có thấy nhục nhã gì điều đó không? Phải thấy đau gì điều đó chứ. Chúng ta là trí thức mà, đúng không ạ? Mà các anh chị biết đó, khi một nền giáo dục mà nó không có tiệm cận tới các nền giáo dục văn minh trên thế giới, không có nước nào công nhận. Học đại học xong đi qua nước ngoài nó bắt học lại phổ thông, rồi các anh chị phải học lại đại học của nó nữa, tức là nó không có công nhận. Thì nền giáo dục ấy là một nền giáo dục rác rưởi. Trong cái nền giáo dục rác rưởi thì các anh chị sinh viên, học sinh học trong nền giáo dục rác rưởi có giỏi như thế nào đi nữa, có là một cái mầm non xuất sắc như thế nào đi chăng nữa, thì cũng là cái loại rác có thể tái chế mà thôi. Trong cái đống rác thối tha này, các anh chị có nói các anh chị xuất sắc như thế nào nữa thì các anh chị chỉ là rác được tái chế, tức là rác được sử dụng, chứ không thể nào là cục vàng hay cục kim cương trong đống rác được. Kiếm một cục vàng trong đống rác, xin lỗi với các anh chị, nó còn khó hơn lên trời.
Tại sao ạ? À? Cục vàng nó lẫn lộn trong đống rác đó, nó cũng thú quắc, người ta cũng cũng tưởng nó là rác luôn. Thì các bạn học sinh, các bạn sinh viên, các thế hệ trẻ tương lai của các bạn là đó đó, nó nằm ở trong cái đống rác đó đó. Thì mình cố gắng lắm đi chăng nữa ở trong cái mái trường xã hội chủ nghĩa thì cũng là rác được tái chế thôi, chứ đâu có là cái gì cao xa hơn được. Đúng không ạ? Rồi, điểm thứ hai, bỏ qua cái trình độ học vấn. Tại vì con người không không chỉ có học vấn đâu nghe các anh chị. Việt Nam mình, tôi sẵn đây tôi mở rộng tôi nói thêm, Việt Nam mình hay bị sai lầm ở chỗ này. Cộng sản nó dạy cho dân chúng ta ngu, thành ra chúng ta nghĩ bậy. Sai lầm ở chỗ là bậc cha mẹ được cố gắng làm sao cho con mình phải đi học đại học mới được. Học đại học mới được. Giá nào bán đất đai, bán nhà cửa, nai lưng làm thuê để cho con mình đi học một cái, lấy một cái bằng đại học mới được. Mà lấy bằng đại học đi thất nghiệp chạy xe ôm cũng chịu. Việt Nam chúng ta bị hư não nhiều lắm. Trong khi thực ra xã hội nó có phân vai trò. Mỗi một người sinh ra trong cái bộ máy xã hội này các chị, họ có một cái vai trò, cái vị trí nhất định mà tạo hóa rất là huyền diệu. Mỗi người chúng ta có một sứ mệnh trên đời này. Chúng ta sinh ra để làm một cái ông thợ sửa máy lạnh cực giỏi. Thì nếu chúng ta làm đúng cái công việc là thợ sửa máy lạnh, tay nghề bậc cao, chúng ta hoàn toàn có thể nhập quốc tịch ở một nước rất là văn minh bởi cái nghề sửa máy lạnh. Nếu không tin, các anh chị có bằng cấp, học giỏi tiếng Anh mà sửa máy lạnh, có bằng cấp đàng hoàng, các anh chị inbox cho Huy. Huy hướng dẫn các anh chị. Huy hứa luôn á. Tại vì rất là nhiều nước họ không có làm nghề sửa điện lạnh, họ sợ điện giật. Họ sợ điện giật lắm, nó giàu quá, nó sợ chết lắm các anh chị. Thì nó thiếu tay nghề sửa điện lạnh lắm. Các anh chị có tay nghề bậc cao sửa điện lạnh, các anh chị có bằng Anh văn giỏi nữa, nó cho các anh chị nhập cư luôn. Hàng năm nó đều có hàng trăm cái suất như vậy á các anh chị. Tức là chúng ta sinh ra trên trái đất này, chúng ta có một sứ mệnh, chúng ta chỉ cần làm đúng sứ mệnh đó là chúng ta xuất sắc. Còn cái ông mà sinh ra để sửa máy lạnh, cái thằng này sinh ra để làm ông thợ sửa máy lạnh mà nó mơ nó làm thủ tướng, nó mơ nó làm bí thư tỉnh, nó mơ nó làm chủ tịch tỉnh, nó mơ nó ký dự án này, nó phê duyệt dự án nọ để nó chấm phớt, để nó rút ruột công trình, thì nó chỉ là rác rưởi mà thôi, chứ nó không thể nào có vị trí nào trên đời nữa. Tại vì nó làm sai sứ mệnh của nó rồi. Cha mẹ nó cho nó học cho cố thì nó cũng hư hết. Thành ra là các em ùn ứ chạy vào đại học, năm nào cũng xếp hàng vào đại học. Các trường đại học nó chặt chém, nó tính giá trên trời, nó khứa cổ cha mẹ các anh chị để các anh chị đi học đại học rồi đi chạy xe ôm. Thì đây là một trong những cái mà tương lai thế hệ trẻ chúng ta, kể cả các bậc phụ huynh, chúng ta nghĩ sai, nghĩ lạc. Mà cái nền giáo dục của Cộng sản nó đào tạo cũng lộn luôn, đào tạo tầm bậy luôn. Nó cố tình hay sao á? Tức là sao ạ? Thay vì nó đào tạo rất là nhiều người thợ làm nghề, những người giỏi việc, những người làm ra những sản phẩm cho xã hội, những người sáng tạo ra những cái ý tưởng, những cái dịch vụ để cải tiến xã hội, để phục vụ cho con người, thì nó đào tạo ra toàn là cử nhân, thạc sĩ, những người mà đi mặt nghênh nghênh lên trời mà trong bụng không có gì, trong đầu trống tết, bàn tay không thể tạo được sản phẩm gì và trong đầu không thể sáng tạo được điều gì, nhưng mà bằng cấp đầy người, mặt nghênh nghênh lên, thì cuối cùng cái xã hội nó đào tạo như thế, nó tạo thành cái xã hội rất là kênh cỡm, dị hợm. Nước ngoài họ nhìn vô họ tưởng như mình, chúng ta là một cái cộng đồng ngợm vậy chứ không phải con người, không có làm được cái gì ra trò hết, mà mặt thì nghinh nghinh, coi trời bằng dung, gặp ai cũng coi thường. Mà thật ra chúng ta không bằng ai, thua cả Cambodia thì chúng ta có cái gì mà chúng ta coi thường họ? Chúng ta như những con ếch, cầm bằng thạc sĩ tiến sĩ thì cũng như những con ếch. Những nhà tuyển dụng, các anh chị lắng nghe, những nhà tuyển dụng quốc tế họ vào Việt Nam, họ tuyển dụng xong họ nói, các anh chị lắng nghe thử, các anh chị biết chúng ta đang ở đâu, đặc biệt là các bạn trẻ, tập lắng nghe họ đi. Lắng nghe họ thì mới có việc làm chứ, đúng không ạ? Họ nói một điều rất đơn giản vậy: tuyển lao động Việt Nam vào mắc tái đào tạo, mắc mệt. Tái đào tạo tốn tiền, tái đào tạo tốn thời gian, tốn công sức mà mắc mệt. Tại sao ạ? Tại vì nền giáo dục xã hội chủ nghĩa dạy các anh chị có thạc sĩ, có tiến sĩ đi chăng nữa, chẳng làm được gì ra hồn. Chẳng làm được gì ra hồn, nó phải tái đào tạo lại thôi. Mắc mệt, nó coi thường người lao động Việt Nam đến độ gì.
mà chính vì cái ý tưởng ban đầu, cái nhìn ban đầu nó coi thường người lao động, coi thường cái trí tuệ và sức lao động của người Việt Nam như thế, thành ra cùng với cái môi trường lao động rất là bóc lột của cộng sản nó áp dụng nữa, nó triển khai nữa, thì họ không bao giờ trả cho các anh chị một mức lương tương xứng với khu vực hoặc là quốc tế, không bao giờ họ trả mức lương đó. Thì chính vì vậy nó kéo theo cái mức lương thu nhập bình quân của người Việt Nam chúng ta luôn luôn ở mức khoảng 150 tới 170 đô một tháng thôi, khoảng 3,5 triệu 4 triệu một tháng thôi, thu nhập bình quân của Việt Nam. Cái gì những bậc đại học cũng 3,5 triệu một tháng thôi chứ bao nhiêu, 150 đô một tháng thôi, trong khi ở Đông Nam Á thôi mức thu nhập bình quân của họ đã lên tới 700 đô một tháng rồi. Đông Nam Á nha các anh chị. Còn những nước văn minh hơn ở châu Á, những nước mà đầu tàu của châu Á thì họ thu nhập cả 1.000 đô một tháng rồi, đúng không ạ? Thậm chí như Singapore thu nhập của họ lên tới khoảng 4-5.000 đô một tháng rồi. Thì khi đó chúng ta phải tự nhận biết mình là một cái sản phẩm giáo dục, gọi là mình là một cái sản phẩm mà nền giáo dục xã hội chủ nghĩa nó đào tạo ra, như một cái loại rác mà ngon lắm thì là rác có thể tái sử dụng thôi. Nếu chúng ta không nhìn thấy được điều này thì chúng ta mãi mãi là rác chứ không thể nào thay đổi được đó. Thì chính vì chỗ mà chúng ta ùn ứ, chúng ta nhất định chạy vào con đường đại học, nhất định phải đi học ở nền giáo dục xã hội chủ nghĩa mà nó vô dụng, nó rác rưởi, thì nó tạo cho chúng ta ngày càng đấu tranh với nhau, cạnh tranh với nhau, ngày càng đè đầu cởi cổ nhau mà phục vụ cho cái nhóm mà giáo dục cộng sản nó ăn tàn, nó phá hại, nó thu tiền, nó bóc lột tận xương tủy của cha mẹ các anh chị để các anh chị được có cái bằng vô dụng, cái bằng rác. Rồi ngoài trình độ học vấn thì khi mà xét tới một cá nhân, đặc biệt là xét tới thế hệ trẻ ở Việt Nam hoặc là ở nơi nào cũng vậy thôi, đặc biệt ở Việt Nam, thì ngoài trình độ học vấn bỏ qua một bên thì chúng ta còn có năng lực, đúng không ạ? Xét tới một cá nhân nào đó, không cần xét bằng cấp, thì chúng ta xét năng lực của các bạn trẻ ở Việt Nam, thậm chí các bạn 8X như tôi, 8X luôn, 8X già rồi chứ trẻ gì nữa, phải không ạ? 37, 38 hết rồi. Rồi các bạn 9X, năng lực của các bạn ở Việt Nam, nhìn thẳng nói thật, chúng ta nói thật với nhau, thật lòng với nhau đi, các bạn có năng lực cỡ nào? Các bạn có năng lực cỡ nào? Các bạn có thể làm được những gì? Ở vị trí của các bạn, các bạn có phải là người xuất sắc nhất ở vị trí đó chưa? Các bạn mà đang có việc làm á, các bạn có phải là người xuất sắc nhất ở vị trí các bạn đang làm việc chưa? Hay các bạn cũng kiếm một cái công việc nào đó tạm tạm để ngồi để kiếm lương 3 triệu mấy, 4 triệu một tháng để nuôi thân thôi chứ không nuôi được ăn. Thậm chí tiền á mà để dẫn người yêu đi cuối tuần á, mà đi ăn đi uống thôi cũng phải tính từng đồng từng cách. Có phải đúng như vậy không các anh chị? Tôi cũng thế hệ các anh chị mà. Đúng không? Có phải như vậy không? Ở vị trí của mình, chúng ta có năng lực của chúng ta cũng kém chứ không có cái gì xuất sắc. Bằng chứng là gì? Bằng chứng là tất cả các lĩnh vực của Việt Nam, các lĩnh vực Việt Nam chúng ta đang tham gia vào các lĩnh vực ấy, sản xuất, sáng tạo, vân vân, các lĩnh vực ấy có cái gì mà nó xuất sắc so với khu vực và thế giới đâu? Không có cái gì nó xuất sắc so với khu vực thế giới, là do đội ngũ lao động, tức là do chúng ta nè, có cái gì xuất sắc đâu? Chúng ta có cái gì xuất sắc đâu thì chúng ta tập hợp một cái cộng đồng không có gì xuất sắc á, một thế hệ không có gì xuất sắc á, thì nó kéo theo một cái quốc gia, một cái dân tộc, một cái thế hệ không có gì xuất sắc đó. Thì làm sao mà cạnh tranh với các dân tộc khác, một quốc gia khác, đúng không các anh chị? Các anh chị có thể đơn cử một vài trường hợp, một vài tên tuổi rất là xuất sắc ở trong thế hệ chúng ta 8X, 9X, đúng không ạ? Có, nhưng mà hầu hết cái nhân vật xuất sắc này, có đóng góp, có tầm ảnh hưởng này, thì họ đều học ở nước ngoài, đúng không các anh chị? Họ đều học ở nước ngoài, họ đều trưởng thành ở nước ngoài, hoặc họ qua nước ngoài họ làm việc, họ qua nước ngoài họ làm việc rồi họ mới xuất sắc. Các anh chị có đồng ý không? Số đông á các anh chị. Thì điều này nó đem đến điều gì các anh chị? Điều này nó đem đến điều gì ạ? Nó đem đến
người ta nhìn vào Việt Nam chúng ta, đặc biệt là những nhà đầu tư, những doanh nghiệp, những người sử dụng lao động nhìn vào Việt Nam chúng ta, cái lực lượng lao động chính đang là 8X và 9X ở Việt Nam, họ nhìn vào họ thấy là nó không có hấp dẫn, không hấp dẫn. Tôi không có tính là cái chính sách, cái chủ trương thu hút đầu tư của Cộng sản là nó mang rợ lắm mà họ không thích rồi. Cái đó là mình chưa tính. Thì chỉ riêng vào lực lượng lao động là cái mà nhà đầu tư luôn tính tới khi họ vào đây, họ xây nhà máy, xây xí nghiệp, họ đầu tư làm ăn, không có hấp dẫn gì cả. Không có trí tuệ, không có sáng tạo, không có năng lực. Mà đa phần là gì ạ? Đa phần là do cái nền giáo dục. Do cái nền giáo dục Cộng sản hồi nãy tôi nói rắc rưởi, nó là nền giáo dục lý thuyết. Nó không có tính ứng dụng gì cả, nó không có hợp thời. Cái nền giáo dục lý thuyết này nó còn bỏ ra 1,5 năm đại học á, mất 1 năm tới 1,5 năm, nó gọi là đặt đại cương, nó dạy những môn không có phù hợp với thực tế. Thậm chí những môn vớ vẩn, những môn rác của rác, những môn Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những môn nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mất hết 1,5 năm của các bạn rồi. Từ 1 năm tới 1,5 năm, đúng không ạ? Thì các anh chị đâu còn thời gian để học những môn kỹ năng, trong khi cùng thời điểm đó ở các trường đại học khác, các trường đại học khác trên thế giới, thì 1 năm đầu á, họ cũng gọi là đại cương, nhưng họ dạy kỹ năng, họ dạy những cái hành trang để cho các bạn phát triển cái năng lực bản thân, đặc biệt là phát triển năng lực bản thân trong trong cái lĩnh vực các anh chị sắp học ở trên môi trường đại học cao đẳng đó. Thì cái nền giáo dục đó nó dạy lý thuyết nữa, mà lý thuyết là lý thuyết rác nữa, những thứ lý thuyết rác rưởi của loài người, Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thì cái đó ai mà xài? Những cái đó là những cái rác rưởi của loài người. Thành ra năng lực chúng ta không có, chúng ta không có được dạy kỹ năng, không có năng lực trong vòng hết 1 tới 1,5 năm, mà chúng ta được dạy gì? Dạy thuộc lòng, dạy học thuộc lòng, học thuộc bài, dạy nghe lời. Nếu các anh chị học triết học Marx Lenin, tư tưởng mà Hồ Bá Chó mà các chị không thuộc lòng thì các anh chị học làm sao? Nó có khoa học, nó có lý luận gì đâu mà các anh chị học theo một cách khoa học. Tới hội thi các anh chị viết bài làm sao? Các anh viết y như trong sách, viết y như ông thầy ông giảng, chứ các anh chị viết làm sao? Không lẽ viết là Marx Lenin làm và Hồ Chí Minh là một là ba trong số 10 tên đồ tể diệt chủng khủng khiếp nhất của nhân loại ở thế kỷ 20? Các anh chị dám viết gì không? Viết gì đậu không? Viết y như họ thì mới đậu. Thì tức là gì? Tức là họ dạy cho các anh chị thuộc lòng, thuộc bài, nghe lời, vâng lời. Tới đại học rồi mà cũng nghe lời với vâng lời thì nó có kỹ năng gì đâu, không có kỹ năng gì hết. Trở thành những cái con robot được lập trình, những con robot được lập trình sau khi học đại học. Thành ra hầu hết các bạn khi mà ra trường tiếp cận một công việc mà do nhà đầu tư hay do mà người sử dụng lao động họ giao đó, là các bạn hầu hết đều khó hoàn thành công việc ấy ngay lần đầu tiên, rất khó. Hầu hết các bạn gặp rất là nhiều khó khăn khi bước vào công việc mới. Các bạn phải mất ít nhất khoảng 3 tháng, 6 tháng, thậm chí có những người mất nhiều năm thì bắt đầu mới bắt nhịp được công việc mới sau khi ra trường, sau khi có tấm bằng đại học. Đúng không các bạn? Các bạn ở đây nói thật với nhau đi. Nói thật ở đây đi. Các bạn đừng để ý tới dư luận viên, cái nhiệm vụ của dư luận viên là họ chửi để kiếm tiền. Đúng không các chị? Để cho họ chửi. Chúng ta nói thật với nhau, chúng ta nói thật và hiện tình với nhau. Tại vì các bạn được dạy một cách trọc khuôn, thì khi vào cái đơn vị nào đó mà họ giao việc, mà họ cầm tay chỉ việc, mày phải làm A, B, C, D, E, F, rồi thì các bạn làm đúng như vậy, ok, trở thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Còn gặp những đơn vị đặc biệt là những đơn vị mà tư nhân hay là những đơn vị nước ngoài họ sử dụng lao động, các anh chị họ đâu giao việc kiểu đó. Họ giao việc, cái phần việc này, mục tiêu của công việc này đạt được cái này nè, còn chuyện làm sao đạt được là do anh, do chị. Họ giao mục tiêu công việc cho anh chị rồi, họ giao cái deadline, tức là cái thời gian hoàn thành, ok hết. Thì những cái bạn mà học trong mấy trường xã hội chủ nghĩa ra cầm cái rung tay gì, cầm kế hoạch công việc cái rung tay, biết làm cái gì để đạt được mục tiêu đó đâu. Dạch tư tưởng Hồ Bả Chó ra coi, lòi con mắt cũng không có chỉ làm sao để làm để hoàn thành được mục tiêu đó. Dạch triết học Marx Lenin, triết học
tư tưởng Mao Trạch Đông ra, con cũng không có cái nào nó chỉ con đường chúng ta để hoàn thành công việc kịp với deadline, kịp với thời hạn xếp giao. Thành ra cuối cùng là chúng ta phải được đào tạo lại thì mới ngồi được công việc đó. Thành ra nãy tôi nói là cái nhà sử dụng lao động họ sợ mướn người Việt Nam mất đào tạo lại mệt, đào tạo lại là đào tạo kỹ năng, đào tạo cái năng lực hoàn thành công việc mà không cần ai nắm tay chỉ việc. Trời ơi, qua mướn trả lương cho mày mà tao nắm tay chỉ việc nữa, vậy thôi tao làm luôn cho rồi, tao mướn mày chi, đúng không các anh chị? Đó là tương lai của các bạn trẻ Việt Nam đã, đang và sẽ đối diện. Đâu có thay đổi gì đâu các anh chị, tới bây giờ có thay đổi gì không ạ? Đâu có thay đổi gì đâu, nó là sự thật á. Và chính cái nền giáo dục mà nó đập khuôn, nó thuộc lòng, thuộc bài gì, nó tạo cho các bạn trẻ, đa phần các bạn trẻ có một cái tư duy thụ động. Thụ động tới đáng sợ. Các bạn nhìn thấy những bạn sinh viên, những bạn học sinh, thậm chí những bạn cử nhân, thạc sĩ luôn. Nói thật luôn các anh chị luôn. Có một cái tư duy thụ động đến đáng sợ. Họ sợ tất cả những thứ xung quanh mình. Họ bảo vệ cái tấm bằng của họ, cái tấm bằng mà rác rưởi của họ một cách khủng khiếp, nhưng mà họ sợ tất cả mọi thứ xung quanh mình. Họ bảo vệ bằng niềm tin, bằng chân lý tuyệt đối, bằng Mác Lênin và Hồ Bá Chó. Họ sợ tất cả mọi thứ, họ sợ phản biện. Những trí thức, những nhà khoa học, những kỹ sư, những bác sĩ mà lại sợ phản biện. Rất sợ phản biện. Họ sợ sự thay đổi. Người Việt Nam sợ sự thay đổi một cách lạ lùng. Tôi không hiểu nổi tại sao. Thế giới này nó vận hành bằng cách nó thay đổi liên tục các anh chị. Loài người phải thay đổi thì mới phát triển, mới văn minh được. Từ cái thở nguyên sơ ông bà chúng ta chung trong hang á, ở trong hang có biết cắt cái nhà đâu, mà thôi có biết cắt cái nhà đâu, chung trong hang á, đốt lửa để sưởi ấm, thậm chí ăn thịt sống chưa biết nướng thịt nữa. Thở nguyên sơ là vậy mà, đúng không các anh chị? Chưa biết nướng thịt để ăn nữa. Cho tới bây giờ chúng ta đã tiến một cái bước tiến rất dài so với thở chung hang ăn thịt sống. Là do cái gì ạ? Là do thay đổi. Là do thay đổi liên tục, do sáng tạo liên tục. Phát hiện được miếng thịt nướng ăn nó ngon mà nó không đau bụng thì phải thay đổi đi, đừng ăn thịt sống, uống máu tươi nữa, nó mỏi rợ lắm. Phải thay đổi thì nó mới khác biệt, đúng không ạ? Phát hiện được là lấy cây, lấy lá dựng cái nhà ở, chứ đâu mắc gì phải chung trong hang núi cho nó xa. Chung trong hang núi nó xa lắm mà không đi ra rừng nữa, săn bắt cho nó không có tiện. Thì tự dựng nhà mà ở. Rồi phát hiện được những con vật ở trong rừng nó săn bắt khó quá thôi, bây giờ mà giết nó thì ăn thịt không có hết. Thì bây giờ nuôi nó, thuần hóa nó thì nó mới có ngành chăn nuôi. Phát hiện được những cái hạt trồng lên cây cối để tạo lương thực cho con người mới tạo ra ngành trồng trọt. Phát hiện được những cục đá mà nướng lên thì nó tạo thành những cái mà lõi kim loại thì mới tạo ra được công cụ lao động. Phải thay đổi chứ bây giờ còn cầm rìu đá mà chặt bền bền và đi săn như săn thời voi ma mút vậy. Cầm lao phóng bắt được con voi. Trời ơi, lấy cái gì ăn? Vậy mà những trí thức Việt Nam ở thế kỷ 21 rất sợ sự thay đổi. Sợ sự thay đổi một cách lạ lùng. Tức là sao ạ? Tức là thẩm sâu trong tư duy của họ, thẩm sâu trong con người của họ. Họ muốn quay về thời đồ đá. Họ muốn dậm chân tại chỗ. Dậm chân tại chỗ bây giờ thì một thời gian sau nữa loài người ta bỏ mình hết rồi các anh chị, bỏ mình xa hết rồi. Thì mình, người ta nhìn mình như những con ngợm, những con mọi, chứ đâu phải những con người. Thậm chí không cần xa đâu, bây giờ thôi. Bây giờ thôi chúng ta phải nhìn thẳng, nói thật với nhau rằng những nước Đông Nam Á thôi nó đã nhìn Việt Nam như những con mồi rồi. Phải nói thẳng, nói thật với nhau rằng bây giờ có giận hờn nhau đi chăng nữa có thay đổi được sự thật đó đâu. Họ đã nhìn mình như những con mồi rồi. Những cái bạn trẻ Việt Nam, những bạn trẻ nữ, sinh viên bước xuống phi trường Singapore bị cảnh sát nhập cảnh Singapore bắt, cái tội mặc quần đùi. Nó qua nó bắt, nó hỏi một câu đơn giản là mày qua đây có phải là mày muốn bán dâm không? Nó coi dân tộc của chúng ta mọi vậy đó. Dân tộc gì mà gái đi qua nước người ta đi bán dâm. Rồi con trai nó thấy mặt thấy ghét, nó cũng trục xuất, nó hỏi mày qua đây để ăn cắp ăn trộm làm gì? Đàn ông thì đi ăn cắp ăn trộm, còn gái đi bán dâm.
thì có phải là nó nhìn chúng ta như những con mồi không? Chứ là chúng ta chậm tiến hóa hơn nó. Là do cái lực lượng trí thức là rường cột của quốc gia, là động lực chính của xã hội, nó không có chịu thay đổi. Nó sợ sự thay đổi, nó sợ tư duy phản biện, nó sợ tiếng nói khác biệt. Sợ lắm. Mà nó thích. Nó thích cái gì các anh chị? Nó thích rập khuôn. Nó thích mát lê, nó thích hồ bả chó. Nó thích đảng vĩ đại, bác quang vinh. 1000 năm sau nó cũng muốn y gì đó, nó không muốn thay đổi. Mà các anh chị có biết một thực tế mà chúng ta phải nhìn nhận với nhau rằng nhân vật cá nhân nào đó có vĩ đại, quang vinh, kiệt xuất cỡ nào đi chăng nữa thì họ chỉ quang vinh, vĩ đại trong cái thời đại mà họ sống mà thôi. Trong cái giai đoạn lịch sử họ sống mà thôi. Cái giai đoạn lịch sử họ sống, họ có quang vinh, vĩ đại thật đi chăng nữa, tôi nói là thật đó nha. Chứ không phải như hồ bả chó là vĩ đại thúi, điếm thúi. Có vĩ đại thật đi chăng nữa thì cũng trong thời đại họ sống mà thôi. Sau đó một thời đại thì các anh chị mà có đem áp dụng cái quang vinh vĩ đại của nhân vật đó cho thời đại sau đi chăng nữa, nó trở thành kệt cỡm, nó trở thành lạc hậu, nó trở thành lỗi thời, và nó trở thành vật cản, cản đường con cháu mình tiến lên. Chính vì vậy những cái nước văn minh, những cái nước đầu tàu của tự do, những cái nước đầu tàu của sự tiến bộ và thịnh vượng trên thế giới này, họ không bao giờ thờ lãnh tụ. Họ không có đem một cái lý thuyết mà từ thế kỷ 18, 19 đó, cái lý thuyết mang di mọi rợ mà bắt con cháu nhai đi nhai lại hoài tới thế kỷ 21 chưa tha. Không có đem cái thằng chung trong hang bắt bó ra bắt con cháu thờ kêu bằng lãnh tụ hoài tới thế kỷ 21 chưa tha. Chẳng qua là nó có cái âm mưu là nó biến chúng ta thành mọi rợ để nó cai trị và nó bán nước cho dễ. Chúng ta không có biết bán nước hồi nào không có hay. Ngu quá mà hay cái gì? Con người mới biết được cái bộ mặt thật của chính trị. Đúng không? Thằng nào chính trị mà chân chính thì chúng ta bầu, thằng nào chính trị điếm thúi với bán nước thì chúng ta biểu tình lật đổ nó. Con người mới làm được điều đó. Còn con ngợm với con mọi đâu có biết đâu mà làm. Thằng nào nắm đầu cũng được, miễn nó hung dữ là được à. Miễn nó hung dữ là cho nó lên đầu đàn thôi. Thì nó có súng, nó có quân đội, nó có công an thì nó hung dữ rồi. Cái não của chúng ta bị nó làm hư. Thì các anh chị thấy Nước Mỹ 300 triệu dân đúng không chị? Hơn 300 triệu dân. Họ có khoảng 300 năm lịch sử. Khoảng 300 năm lịch sử. Họ có một cái cuộc nội chiến Nam Bắc kéo dài khủng khiếp mà máu chảy thành sông. Họ có những vị mà tổng thống, những vị lãnh tụ phong trào cách mạng vĩ đại thực sự của họ và cả loài người nữa chứ không phải của họ không. Tư tưởng của họ là vĩ đại của cả loài người nữa. Họ có hết. Họ có những ông tướng kiên cường, rất là giỏi, giỏi bậc nhất thế giới luôn. Họ có những nhà khoa học, những triết thức, những triết gia bậc nhất thế giới không? Nhưng có bao giờ họ xây tượng, họ thờ như lãnh tụ đâu? Không có đâu các anh chị. Họ chỉ đem một đúng một hoặc hai cái tư tưởng quý giá nhất mà nó trường tồn với thời gian của nhân vật đó, họ gắn thành một cái câu. Họ xây một cái đài tưởng niệm nhỏ gì đó, hay cái tượng nhỏ, họ gắn cái câu đó vào cái đài đó là một cái duy nhất ở đó. Cái đài tưởng niệm này hoặc là cái mộ của ông đó gắn cái đài, cái câu nói của ông đó xuất sắc nhất, câu nói làm thay đổi dân tộc của họ. Đúng câu đó, rồi học đúng câu đó đi. Con cháu cứ học đúng câu đó đi. Là xong. Thì chính vì vậy con cháu của họ được học rất là nhiều người giỏi. Những vị tổng thống giỏi, những vị nguyên thủ quốc gia, những chính trị gia giỏi, những tư tưởng gia giỏi, những nhà khoa học giỏi, những bộ óc xuất sắc của dân tộc họ, thậm chí của thế giới, họ đều làm y như vậy thì con cháu của họ được học rất nhiều bộ óc. Mà chính vì học rất nhiều bộ óc vậy thì chúng ta có rất là nhiều nguồn nội lực ở trong người, đúng không? Trí tuệ của nhân loại dồn vào trong con cháu mình được học hết tinh hoa mà, thì con cháu của họ tự động tạo thành một cái cộng đồng quốc gia dân tộc rất là cường thịnh, rất là mạnh. Thì nước Mỹ đâu phải ngẫu nhiên mà nó mạnh nhất thế giới, nó cầm đầu thế giới hoài như vậy các anh chị. Đâu phải. Nó có lý do đơn giản là nó không có bắt con cháu nó phải thờ cái thứ rác rưởi, phải đi theo cái thứ rác rưởi, mà con cháu của họ tôn thờ trí tuệ, tôn thờ sự tự do. Tự do là cái tiêu chí đứng đầu của quốc gia Hoa Kỳ. Tự do đến đâu. Chính vì điều đó mà họ cứ số 1 hoài. Còn chúng ta thì đi ngược chiều tiến hóa của nhân loại, do cái lực lượng trí thức của chúng ta không có chịu thay đổi,
không có chịu sự khác biệt, không có chịu phản biện. Và chính vì cái chỗ mà e sợ thụ động, sợ thay đổi, sợ sự phản biện này, thì nó kéo đến một điều là gì ạ? Kèm với cái việc mà học vấn thì rác rưởi, còn kỹ năng thì ba lạp ba sạm ba láp nữa, mà sợ thay đổi nữa, thì kéo tới điều là họ sống, trí thức Việt Nam sống không có biết dấn thân, không có dám dấn thân, sợ dấn thân, sợ khám phá, sợ sự sáng tạo và sợ dấn thân vào cuộc sống của mình. Ngồi bất cứ lĩnh vực nào cũng không dám dấn thân. Thủ cái ghế cho chắc, đặng về hưu, đặng ôm sổ hưu, lãnh tiền hưu. Hàng tháng thì lãnh lương cho đủ, tăng lương đều đều. Rồi tranh thủ vét bao thư của dân để làm giàu bản thân mình, để nuôi vợ, nuôi con, nuôi gia đình mình. Rồi cuối cùng là về hưu, đặng ôm sổ hưu. Cái bằng trí thức, cái bằng cấp của trí thức Việt Nam dùng như vậy đó anh chị. Dùng để kiếm cái ghế ngồi giữ cho chắc. Thậm chí không làm gì hết để nó không sai. Không làm gì hết để nó không bao giờ sai. Không bao giờ sai, không bao giờ bị sa thải. Thì cuối cùng sẽ có lương hưu. Đó là thực trạng của trí thức Việt Nam. Các anh chị có thấy điều đó không? Mà thậm chí các anh chị có tư duy đó không? Có tư tưởng đó trong người không? Mình nói thật với nhau đi. Mình trả lời thật với nhau đi. Chúng ta chẳng dám làm gì cả. Chúng ta học cho cố. Chúng ta vinh mặt lên, chúng ta có thạc sĩ nè, chúng ta có tiến sĩ nè, chúng ta cũng là cử nhân nè, chúng ta là kỹ sư nè, chúng ta là kiến trúc sư nè, vân vân, đủ thứ hết trơn. Nhưng chúng ta không có năng lực gì cả. Chúng ta không có dám sáng tạo gì cả. Chúng ta không có dám dấn thân gì cả. Và một trong những cái thứ dấn thân mà quan trọng nhất của mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi thời đại là dấn thân cho cộng đồng. Dấn thân cho cộng đồng, cho đồng bào của mình, cho những người xung quanh mình. Ở Việt Nam có một thứ dấn thân tôi thấy trong thế hệ trẻ có, tại vì tôi đã từng chứng kiến, từng chiêm nghiệm, đó là dấn thân cho đảng. Các bạn trẻ mà đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có rất là nhiều người dấn thân cho đảng lắm anh chị. Dấn thân cho đảng, dấn thân đi hiến máu, nó cho được hộp sữa hay cái áo gì đó, cái nó lấy máu các anh chị, xong mặc nghênh nghênh lên, chúng ta đã hiến máu rồi, chúng ta ngon rồi, chúng ta đạt chỉ tiêu của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh rồi, xong nó lấy máu các anh chị, nó bán cho người nghèo giá hàng triệu đồng một đơn vị máu. Các anh chị dấn thân hay quá, dấn thân xuất sắc quá. Rồi dấn thân tiến vô vùng sâu, làm đường giao thông nông thôn, hì hục sinh viên không chịu đi lo đi học, không chịu lo đào sâu suy nghĩ, đào sâu tư duy, nghiên cứu khoa học, không chịu tạo ra những sản phẩm cho xã hội, đi đào đường, đi đắp đường, dấn thân cho đảng, dấn thân cho đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, làm đường giao thông nông thôn, mặc nghênh nghênh lên gì, tưởng gì cái thằng cộng sản ở dưới địa phương á, nó cười hả hả khỏe, cái này đúng ra tao làm mà tụi ngu nó về nó làm tao khỏi làm, cái đám ngu đó về nó làm tao khỏi làm, khỏe ngồi ăn lương của mình mà mình gì còn làm cho nó nữa. Mà cái dấn thân mà tôi đang nói, xã hội nào, quốc gia nào, dân tộc nào cũng cần cái tuổi trẻ dấn thân, là dấn thân cho cộng đồng, dấn thân cho quốc gia, cho dân tộc của mình, đúng không các anh chị? Quốc gia dân tộc của các anh chị đang lâm trong cái cơn nguy biến, thì giới trẻ, đặc biệt là trí thức, phải là đầu tàu, đi đầu cho sự thay đổi để cứu quốc gia dân tộc mình khỏi cơn nguy biến này. Nước nào cũng vậy mà. Chứ có nước nào chờ nông dân chân thì phèn, lưng thì cong, đầu thì khét nắng mà cứu quốc gia dân tộc không? Tôi là nông dân nè, tôi biết rằng nông dân nào cứu được quốc gia dân tộc trong hiện tình này các anh chị? Trí thức trùm chăn ngủ, chờ nông dân với công nhân. Công nhân thì làm lương ba cọc ba đồng, sống nhà trọ thì ợp ẹp, ăn thì ăn đồ rẻ, đồ thiêu, rau thì rau héo cho nó rẻ, cá thì cá chết, nó rẻ. Làm sao làm động lực thay đổi xã hội một cách tích cực và tốt hơn được? Trong khi trí thức thì không dám dấn thân, không vì quốc gia dân tộc. Formosa nó tàn phá môi trường như vậy mà trí thức miền Trung đâu mất hết rồi. Chỉ có một nhóm rất là nhỏ các bạn, một nhóm nhỏ thôi, vài chục người, tôi thấy có đâu lên được 100 đó. Vài chục người thôi, dám lên tiếng, dám dấn thân, bị bắt, bị truy nã, bị đe dọa, bị đánh đập.
nhóm nhỏ vậy nè, lý ra phải là hàng chục ngàn trí thức ở vùng đó. Các bạn sinh viên ở Hà Tĩnh đâu, sinh viên Quảng Bình đâu, sinh viên ở Quảng Trị đâu, sinh viên ở Nghệ An đâu, cử nhân thạc sĩ đầy với trên trường đại học đó có mà. Các bạn ở Huế cũng vậy nữa, Huế cũng bị vậy, sao không thấy các bạn lên tiếng gì hết vậy? Các bạn đi đào đất đắp đường cho mấy thằng dưới địa phương nó cười hả hả, mấy này nó ngu nó làm giùm mà tao khỏi làm. Các bạn đi hút máu cho mấy thằng bán máu nó bán, còn các bạn cười hả hả lên, vậy là mình đã dấn thân ư? Tương lai của thế hệ trẻ của chúng ta vậy đó, tương lai của đất nước của chúng ta nó đang gắn vào thế hệ trẻ như vậy đó. Chính vì vậy nhiều thế hệ như vậy và cái nền giáo dục nó kéo dài như vậy, cái thiết chế xã hội nó như vậy, vì cho tới bây giờ các nhóm các bạn trẻ mặc dù là tốt nghiệp đại học, cái nhóm tốt nghiệp đại học luôn là tốt nghiệp bậc cao của xã hội rồi đó các anh chị, thì bước ra ngoài đường các bạn học rất là giỏi Marx Lenin, các bạn nói về Hồ Chí Minh, nói về Marx Lenin, nói về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nói danh dách giỏi lắm, cực kỳ giỏi luôn, nhưng các bạn không có thể nào làm việc nhóm được, không có sáng tạo, không có dấn thân, không có năng lực, thì các bạn không có hiểu được tư duy làm việc nhóm là gì. Bước ra ngoài cầm cái bằng cử nhân thạc sĩ thì rất là ngon rồi đó, nhưng mà vào cái công ty, muốn vào công ty lương cao thì vào những công ty nước ngoài, những công ty mà nước ngoài nó phát triển lâu năm các anh chị, thì vào nó bắt các anh chị làm việc nhóm liền, chứ đâu cho các anh chị làm việc theo kiểu lãnh đạo tập thể, làm chủ tập thể theo kiểu cộng sản, làm gì có chuyện đó. Làm việc nhóm là sao? Không có thằng nào làm chủ tập thể hết, tất cả mọi thành viên trong nhóm các anh chị phải làm việc theo team, gọi là team của thế giới này, nó làm việc 50-60 năm nay rồi, bước vào không biết làm việc là gì. Có bao giờ từng dấn thân, từng trải nghiệm, từng thử nghiệm bản thân mình, từng vượt qua những rào cản bản thân, rồi từng cộng tác với những người khác để dấn thân đâu mà biết, có năng lực, có kỹ năng gì đâu mà biết. Thì bước vào không thể nào thích nghi được với những đơn vị tuyển dụng nước ngoài, không thích nghi được, nó thanh lọc các anh chị liền, các anh chị lại sắp đích đi xin việc tiếp thì lại thất nghiệp tiếp chứ làm sao. Những vị trí mà trọng yếu đó thì những người mà đi học nước ngoài gì họ làm, lương cao thì nằm ở trong tay của những người đi học nước ngoài hết, những người học ở Việt Nam làm gì có cửa, có biết gì đâu mà vô đó mà làm, đúng không các anh chị? Mà ở thế kỷ 21 này, làm việc nhóm là một trong những mấu chốt thành công của tất cả các lĩnh vực trong xã hội luôn, tất cả các lĩnh vực luôn, chứ không chỉ là kinh tế đâu các anh chị. Làm việc nhóm là mấu chốt thành công của tất cả các lĩnh vực, mà chúng ta không có, tại có dấn thân đâu, có trải nghiệm, có kỹ năng gì đâu mà biết. Để cuối cùng nó sinh ra một thứ gì nữa các anh chị, một thứ này nó rác rưởi của trí thức Việt Nam luôn, thứ này mà chúng ta không nhìn á là chúng ta không bao giờ thay đổi được luôn, đó là trí thức Việt Nam. Các bạn trẻ đặc biệt là cỡ 8X 9X, tôi thấy rành lắm, còn những thế hệ khác thì tôi xin lỗi là tôi không dám xúc phạm, tôi không dám nói tới, nghe chơi cho vui thôi. Trí thức Việt Nam cỡ tôi dài chứ về sau là có cái bệnh ích kỷ nhỏ mọn, cái bệnh ganh tị, ganh ghét, tị hiềm, nhiều chuyện, cái bệnh tào lao, cái bệnh mà không thấy nước nào có mà Việt Nam có. Các anh chị nghe câu chuyện là có một ông thầy ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Bà Chó, ông kể, ông đăng trên Stardust luôn chứ không kể, là có một bạn sinh viên của ông thông báo là mừng quá đậu được cái trường đó rồi. Thì ổng hỏi, ủa tại sao con mừng? Tại vì cái trường nó cũng bình thường thôi, nó không có gì đặc biệt hết chứ, mà phải đậu 3-4 trường thì mừng, chứ ở Việt Nam đậu trường, đậu đại học thì có gì đâu mà mừng, các anh chị không cần thi, nó còn gửi báo trúng tuyển nữa mà các anh chị. Thì ổng lạ hỏi tại sao mừng, cái cô đó trả lời sao các anh chị biết không? Dạ tại vì cái con nhỏ bạn của con á, nó thi trường đó mà nó rớt, còn con đậu, mừng quá. Quỷ thần thiên địa ơi, các anh chị đọc cái Stardust, các anh chị thấy buồn không? Các anh chị thấy thê thảm cho trí thức Việt Nam không? Các anh chị thấy ảm đạm cho đất nước và dân tộc chúng ta không? Chúng ta không tự hào vì chúng ta đóng góp một cái gì đó cho xã hội, cho cộng đồng, cho quốc gia, dân tộc, cho thế giới này, mà chúng ta lại tự hào vì chúng ta đạp lên được một người nào đó mà bạn của chúng ta nó mới ghê. Tự hào vì đạp lên người khác, đó là trí thức Việt Nam.
trí thức cộng sản. Mà cái đó, đó là chỉ là câu chuyện điển hình rất là đơn giản, chuyện có thật, tôi kể cho các anh chị nghe thôi. Còn các anh chị chịu khó nhìn xung quanh mình và nhìn thẳng nói thật với nhau đi, các anh chị thấy điều này không? Trong cơ quan của các anh chị, trong đơn vị, trong xí nghiệp, trong công ty của các anh chị, mỗi khi có một người nữa làm được việc mà người khác làm không được là họ ỉnh cái mặt lên trời, họ coi thường mọi người, họ khoe thành tích, họ đạp lên người khác để họ vinh cái danh của họ lên, để họ sĩ diện lên. Còn cái người mà thua đó là mày chết mày với tao, mày chết bà mày với tao rồi, đâu tao kiếm chuyện tao phá mày, mày hả mày, mày hả mày, mày cái cảnh mày với tao nè. Có không các anh chị? Có. Có, sao mà không có? Bắt đầu phá nhau ở trong cơ công ty, trong xí nghiệp, trong đơn vị, thậm chí trong cơ quan đảng cũng phá nhau nữa mà. Các anh chị đảng viên nói thật với nhau đi. Câu chuyện về cây cưa anh chị đảng viên nào cũng biết. Không có anh chị đảng viên nào không biết chuyện về cây cưa. Thằng nào con nào mà lên chức trưởng phòng một cái là xung quanh nó cười chúc mừng, nhưng mà thằng nào cũng cầm cây cưa giấu sau lưng đó. Đặng chi các anh chị biết không? Đặng cưa cho nó rớt cái ghế trưởng phòng, đặng mà leo lên. Đó là Việt Nam. Đó là trí tuệ Việt Nam, đó là bản lĩnh Việt Nam, đó là nhân cách Việt Nam dưới triều đại cộng sản đó. Ai đi làm trong bộ máy cộng sản mà không biết cây cưa thì thôi nghỉ đi. Ngồi trong đó làm chi, nó cười mình ngu. Mà cây cưa nó cũng xuất hiện nhiều ngành lắm chứ không chỉ trong cộng sản đâu các anh chị, nhiều lắm. Rồi, trong xã hội chỉ cần có một nhân vật nào đó xuất sắc, xuất sắc thì lập tức có hàng ngàn hàng vạn nhân vật dìm dập nhân vật đó, dìm dập nó cho bằng chết mới thôi, không cho nó ngóc đầu lên. Đồng ý không các anh chị? Có không? Các anh chị có nhớ trò chơi Flappy Bird không? Flappy Bird là con chim nhảy tõn 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 tõn, cầm iPad bóc tõn tõn tõn, con chim của anh Đông đó, của bạn Đông á. Cái bạn Đông là bạn người Việt Nam đi học ở bên nước ngoài. Các bạn bạn viết một cái app, là một cái game nhỏ thôi. Cái game đó là trở thành cái game gọi là game hot, được tải nhiều nhất trên App Store của Apple. Tải nhiều nhất trên mà Google luôn, Google Play luôn. Thì bạn được nhận rất là nhiều tiền, tức là nó trả tiền theo lượt tải anh chị, bạn nhận tôi nghe nói là hàng chục tỷ đồng á. Và lần đầu tiên người Việt Nam mới có được một cái app đứng đầu danh sách cả thế giới này, họ bất ngờ, họ tải game lên họ chơi, họ bất ngờ, họ nể phục người Việt Nam lần đầu tiên. Nhưng ngay lập tức sau đó chúng ta thấy điều gì xảy ra? Tất cả báo chí nè, rồi chuyên gia, rồi chuyên gia viễn thông nè, chuyên gia về pháp luật nè, chuyên gia về nhà nước nè, quan chức nè, dìm dập bạn Đông nè, hăm dọa bạn Đông nè, thậm chí đòi bắt bạn Đông nè về tội trốn thuế, tại vì kiếm tiền quá nhiều. Mày là công dân Việt Nam, mày qua nước ngoài đi chăng nữa, nhưng mà mày thu nhập mày không đóng thuế cho Việt Nam là mày trốn thuế, bắt bỏ tù mày. Trời đất ơi, bạn Đông này nghe, tôi không biết bạn Đông này có sợ không, nhưng mà tôi cảm thấy lập tức bạn Đông gỡ cái app này ra khỏi App Store, gỡ luôn, xóa luôn. Miễn không cho tụi bay chơi nữa, nghỉ. Nghỉ luôn. Tới bây giờ luôn các bạn có thấy Flappy Bird đó không? Trung Quốc lập tức nó sáng tạo ra hàng loạt các Flappy Bird like nhái. Nó đưa lên, nó kiếm tiền tiếp. Nó đưa lên hầm hầm luôn. Các anh chị giờ lên đánh gõ Flappy Bird là toàn Trung Quốc không đó. Còn bạn Đông nó gỡ cái app vĩnh viễn cho tới bây giờ không đưa bất cứ app nào lên nữa. Và bây giờ cũng không ai biết bạn Đông đang làm chuyện gì luôn. Nó đang học hành để làm sao, rồi sáng tạo tới cái gì. Tất cả mọi thứ nó là do sự ích kỷ nhỏ nhen, thối tha rác rưởi của trí thức Việt mà ra. Đâu chỉ có lĩnh vực đó không? Đó là một cái ví dụ thôi. Các anh chị có thể nhìn xung quanh mình, các anh chị thấy mà, đúng không ạ? Nhìn xung quanh thấy mà. Thậm chí chơi Facebook, thế giới ảo. Mà thằng nào con nào mà nhiều like hơn tao là mày chết bà mày với tao. Con nhỏ đó tự nhiên nó đẹp quá vậy ta, nó lên nó like, tao về tao tải 360 độ, chưa chịu tao tải 720 độ, tao cà cái mặt tao không còn cái vết nhăn nữa, rồi tao cởi cái áo cho sâu xuống về, rồi tao mặc cái áo cho nó dung lên vậy nè, cái tao chụp hình tao khoe tao câu like, tao phải like hơn tụi bay mới được. Còn không nữa thì sao? Không nữa thì sao ạ?
tao vận động bạn bè tao moi móc chuyện đời tư mày, dìm dập mày tại mày like nhiều. Mày hả mày, mày chết bà mày với tao. Dìm dập nó, có những người khóa Facebook gì bị dìm dập luôn. Thế giới ảo thôi đó, mà người Việt chúng ta, bạn các bạn trẻ Việt Nam chúng ta nó như thế. Các bạn nói thật với lòng mình đi, các bạn có không? Có gì không? Thì thế kỷ 21 này nó là thế kỷ của sự cộng tác. Nó là thế kỷ của công thức win-win. Làm gì có một bên thắng bên thua, toàn là các bên đều thắng. Thế kỷ của đàm phán, thế kỷ của sự cộng tác. Các anh chị thấy không ạ? Rõ ràng, rõ ràng. Các anh chị có mong muốn Donald Trump, tổng thống của Hoa Kỳ, đánh Tập Cận Bình thế nào đi chăng nữa, nhưng rõ ràng Tập Cận Bình và Donald Trump không đánh nhau. Chúng ta phải nhìn thấy điều này. Trừ khi quân đội Trung Quốc có thằng hùng hùng nó nổ súng vào tàu Mỹ thì thế là có chiến tranh. Còn hai thằng đó mà đánh nhau là không có, nó sẽ là hợp tác. Đây là sự thật. Các anh chị có mong muốn Donald Trump đánh Putin cỡ nào đi chăng nữa, nhưng rõ ràng Putin và Donald Trump vẫn hợp tác. Thế kỷ này là thế kỷ của hợp tác. Thế kỷ này là thế kỷ của win-win. Thế kỷ này là thế kỷ của sự cộng tác. Và khi chúng ta hợp tác và cộng tác, chúng ta sẽ làm tăng năng lực bản thân của chúng ta lên. Tại vì chúng ta sẽ được bù khuyết bởi những thành viên khác. Chính vì vậy teamwork mới là một cái mô hình mà quốc tế nó xài cỡ 60 năm nay rồi. Cộng tác mới đẩy nhanh cái năng lực mình phát triển, và chúng ta bù khuyết lẫn nhau thì nó tạo cái sản phẩm toàn diện hơn. Mà người Việt chúng ta lại đi ngược với xu hướng của quốc tế là chúng ta vậy. Không hợp tác với thằng nào hết, tao là vua, tao là nữ hoàng, tao phải là số 1, mày nhiều like hơn tao, tao còn dìm mày được chứ đừng nói mày làm giỏi hơn tao. Trí thức gì kỳ vậy? Giới trẻ gì kỳ vậy? Cái dân tộc gì ngộ vậy? Chính vì vậy mà chúng ta hàng chục năm nay chúng ta đổi thừa là cộng sản như thế này, cộng sản như thế kia, cộng sản như thế nọ. Nhưng lực lượng giới trẻ chúng ta đẻ ra đều mỗi năm đẻ ra biết bao nhiêu giới trẻ, mỗi một năm bao nhiêu kỹ sư, bác sĩ, bao nhiêu là cử nhân ra trường, đều mà toàn là những người dìm dập lẫn nhau không, chứ không có ai dấn thân cho cộng đồng, không có ai hợp tác và cộng tác với nhau, không có ai vì những mục tiêu lớn lao, những mục tiêu tốt đẹp cho dân tộc, không có, toàn là ích kỷ bản thân mình không. Có một nhóm cũng không đông lắm, những người dấn thân, những người dám dấn thân, dám lên tiếng, dám đấu tranh, thì nó cũng trong số đó cũng có đông những thằng, những con nó cộng tác cha với cộng sản luôn. Nó dấn thân thì ít, mà nó cộng tác với cộng sản lộ liễu luôn. Còn cái gì để nói dân tộc này? Còn cái hy vọng nào cho dân tộc này? Và cho tới bây giờ mà các bạn sinh viên vẫn còn mặc áo đỏ chụp hình vào ngày 19 tháng 5 vừa rồi, tôi thấy luôn á. Mặc áo dài đỏ, cờ máu của Phúc Kiến, chụp hình tưởng nhớ lãnh tụ quan vinh, tưởng nhớ danh nhân văn hóa thế giới Hồ Bá Chó, thì thôi rồi đó. Thôi rồi đó. Mà các anh chị ở thế hệ trước tôi ơi, các cô, các chú, các cậu, các dì ở Việt Nam ơi, nếu như các cô, chú, các cậu, các dì, các anh chị mà nhìn trong nhà mình mà có con hoặc là cháu hoặc là em út của mình mà như thế, thì tôi nói thật các anh chị, các cô, chú đừng có buồn. Đó là đại họa của gia tộc mình. Đại họa của gia tộc mình. Thế giới người ta phát triển ngày càng người hơn, trong khi con cháu của các anh chị, các cô chú thì ngày càng ngợm hơn. Ngày càng ngợm hơn. Các cô chú, các anh chị có muốn từ chối điều này thì đó vẫn là sự thật, nó tồn tại trong gia đình mình đó. Không thay đổi điều này là gia tộc của mình trước tiên lãnh đại họa. Mà nhiều gia tộc đại họa thì là một dân tộc đại họa. Rồi, điểm thứ ba mà tôi nhận thấy nữa ở giới trẻ Việt Nam, tôi muốn chia sẻ với anh chị là gì ạ? Ngoài trình độ học vấn, ngoài kỹ năng ra, ngoài tinh thần dám dấn thân ra, thì nó còn một cái để xét một cá nhân hoặc là một thế hệ nữa, đó là gì ạ? Là đạo đức và nhân cách. Đạo đức và nhân cách. Nếu các anh chị chịu khó bỏ khoảng 3 triệu rưỡi đồng mua một cái vé du lịch 4 ngày 3 đêm qua Phnom Penh và Siem Reap ở Cambodia, 4 ngày 3 đêm, ngủ khách sạn 4 sao 5 sao không à, không có tệ đâu, đi đi rồi biết.
Thì các anh chị về các anh chị sẽ thấy đạo đức và nhân cách những người Cambodia, đặc biệt là những bạn trẻ Cambodia ở hai thành phố lớn nhất của họ là Phnom Penh và Siem Reap. Các anh chị sẽ thấy sự khác biệt với người Việt Nam chúng ta, với các bạn trẻ Việt Nam. Khác biệt nhiều lắm, không cần đi đâu xa đâu, 3 triệu rưỡi đồng là có rồi. Sự khác biệt chỗ nào các anh chị? Ở chỗ là cái thiết chế xã hội của Việt Nam chúng ta, các anh chị biết rồi, nó là nó băng hoại một cách trầm trọng. Đạo đức xã hội nó băng hoại trầm trọng. Đúng không ạ? Hôm qua chúng ta đã nói với nhau về sự băng hoại này rồi. Đó là về con trai hot boy thì lo tụ tập, lo ăn nhậu, lo hút chích, lo bài bạc. Hoặc là có chút tiền từ cha mẹ là những đại gia ôm đích cộng sản, hoặc là chính anh Sáu, cháu anh Năm, những người đó ôm tiền ăn cướp của dân á, thì khoe gì á? Khoe siêu xe, khoe bộ sưu tập siêu xe, khoe bộ sưu tập rượu ngoại, thuốc lắc, khoe bộ sưu tập vũ trường, quán bar cao cấp, thậm chí khoe bộ sưu tập những cô hot girl nóng bỏng từng lên giường với mình, chụp hình khoe luôn. Đó là thanh niên Việt Nam, đạo đức nhân cách đó. Các anh chị thấy không ạ? Đó là chuẩn mực luôn á. Con cháu các anh chị về các chị hỏi thì coi nó có theo chuẩn mực đâu. Coi chừng có đó. Coi chừng có chứ không phải không đâu. Còn con gái thì sao? Đạo đức nhân cách làm sao ạ? Hôm qua chúng ta nói với nhau rồi. Con gái thì luôn mơ mình trở thành những hot girl. Những hot girl. Black girl, phèn girl, chân đóng phèn, đầu rám nắng cũng muốn thành hot girl. Làm một cô nông dân chân chất dễ thương cũng chịu rồi muốn làm hot girl. Làm một cô gái thị thành, hiền lành, dễ thương, tử tế không chịu đâu, muốn làm hot girl. Làm hot girl để làm chi ạ? Để được đi mua sắm đồ hiệu bằng tiền của những thiếu gia, những đại gia. Để được đi nước ngoài những chuyến du lịch set tour với những đại gia, những thiếu gia. Chỉ cần nằm ngửa háng ra thôi là được đi du lịch rồi, dễ quá mà. Đúng không ạ? Thiếu gì thằng quan chức bụng phệ, mặt nọng, miệng nhiễu nhão, nó thèm những cô này. Thiếu gì? Đúng không các anh chị? Rồi. Các cô này tối ngày chỉ làm một chuyện rất duy nhất, chuẩn mực sống của các cô này luôn là gì? Khoe bộ sưu tập mỹ phẩm, bộ sưu tập giỏ sách, bộ sưu tập giày cao cấp, bộ sưu tập quần áo như cái núi, như cái tủ, như cái núi luôn nha. Các anh chị thấy dễ nhận diện cái đối tượng này lắm. Mà nó thu hút sao ạ? Những thanh niên và những hot girl thu hút hàng triệu like, hàng trăm ngàn like, hàng ngàn like. Tức là sao? Các bạn trẻ đang kéo về xu hướng đó, hướng về nó, làm theo nó, chạy theo nó. Đó là đạo đức nhân cách của thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ. Nó băng hoại mức như thế đó. Tuy nhiên các anh chị, nếu chịu khó các anh chị nhìn thử. Tất cả những cái nhóm nam nữ trẻ của Việt Nam chúng ta mà tôi vừa nói, ngoài những cái thứ họ khoe mà tôi vừa kể, thối tha và đê tiện, mang rợ và xuất sinh nó ra, thì họ gần như không có điều gì tử tế và có giá trị trong đầu họ để họ khoe. Gần như không có, tôi không thấy. Kiếm nát nước không có cái gì trong đầu để khoe. Cái đầu rỗng tuếch. Nhân cách của họ thì rẻ rúng đến nỗi không thể tìm ra một điểm gì để người khác có thể tôn trọng. Rất là nhiều anh có thể bảo like những cái cô hot girl này. Nhiều anh lắm, bảo like luôn. Tức là sao ạ? Tức là thích. Tức là có thích, có tôn trọng mà. Nhưng mà chẳng qua là gì ạ? Chẳng qua bảo là gì? Cái phiếu em trắng, em bự, em bơm silicone, em bự. Cái mông em vảnh. Cái đùi em thon mịn. Cái eo của em vòng tay ra rúng được. Vòng tay ra sau lưng ra rúng vậy nè các anh chị. Tôi làm không được mà mấy đứa nó làm được hay thiệt. Rồi chu mỏ, chu mọng gì đó. Thì các anh bảo like thôi. Chứ thực ra các anh like cái gì ở những đứa trẻ đó? Like cái gì những cô gái đó? Cha mẹ đẻ ra những cậu thanh niên, những cô gái cũng xinh xắn, cũng dễ thương, cũng coi được. Người Việt chúng ta là một trong những chủng tộc đẹp nhất của thế giới nha các anh chị. Không phải đùa đâu. Các anh chị đi nhiều nước các anh chị thấy. Đẻ ra những đứa con xinh đẹp, coi được là cũng con người. Nhưng xã hội băng hoại, đạo đức nó làm cho những đứa trẻ này, cái mặt thì coi được, cái tướng thì coi được, nhưng bên trong con người của tụi nó thì trở thành những con quỷ, chứ đâu phải những con người. Chỉ có những con quỷ nó mới nằm banh háng để nó đổi lại hàng hiệu. Cái giá trị con người của các em gái Việt Nam nằm ở đâu?
thì chỉ có những con quỷ mới có những thằng khoe bộ sưu tập hot girl lên giường với mình bằng tiền ăn cướp của gia đình mình, tiền cướp của dân á, nó dùng để nó mua hot girl rồi nó khoe. Chứ nhân cách của những con người, của những cậu này nằm ở đâu? Chúng ta đẻ ra những con người nhưng cộng sản biến tụi nó thành những con quỷ, mà có khi chúng ta cũng không hay nữa các anh chị. Đau thương nhất là con cháu của chúng ta đang hướng về những nhóm này, đang bị kéo về những nhóm này theo rất là đúng quy trình của đảng, rất đúng quy trình. Thì con cháu chúng ta mà bị hướng vào những cái nhóm này thì nó sẽ kéo theo những cái hệ lụy. Cái hệ lụy lớn nhất của giới trẻ hiện giờ mà chúng ta thấy đó là gì? Là họ không biết giá trị bản thân của mình nằm ở đâu. Giá trị bản thân của mình nằm ở đâu? Thậm chí tôi nói thế hệ trẻ, thế hệ tôi là trẻ rồi, 8X nè, các anh 8X với các bạn 9X nói thiệt với nhau đi, giá trị bản thân của chúng ta nằm ở chỗ nào vậy các anh chị? Tôi dành một phút cho các anh chị tương tác. Các anh chị mạnh dạn nhìn thẳng nói thật, cái giá trị bản thân của chúng ta nằm ở chỗ nào, các anh chị có thể khoe cho mọi người cùng biết. Tôi like các anh chị liền. Giá trị bản thân của chúng ta nằm ở chỗ nào? 8X đâu rồi, 8X đâu, 9X đâu rồi. Ở nước người ta là 10X á, tức là những bạn chừng 17, 18 tuổi thôi là đường cột quốc gia rồi, đúng không ạ? Hoàng Chi Phong ở Hồng Kông là thủ lĩnh phong trào biểu tình đồ dân chủ, 17 tuổi. Còn chúng ta 8X là nhiều, 37 tuổi. 37 tuổi mà phải gánh cái trọng trách này, trời, đúng ra chúng ta phải đi nghiên cứu, đi đọc sách rồi đó các anh chị. Đúng không ạ? Chúng ta phải lui về giường được rồi. Để cho mấy đứa nhỏ làm, bây giờ chúng ta phải gánh trọng trách. Vậy thì giá trị bản thân của chúng ta nằm ở đâu ạ? Bạn Sùng Lâm là con tim. Giá trị bản thân chúng ta ở con tim. Bạn Thiên Phong là nhân cách sống. Nguyễn Hà có hai chữ rất đơn giản: mù đường. Mù đường. Mà rất đúng hiện tình bây giờ luôn. Rất đúng hiện tình của 8X, 9X hiện giờ luôn. À, đây, anh Thuận Phan, đầu óc. Anh Huy Phan, trí tệ, nghĩa khí. Các anh chị biết không? Giá trị bản thân của chúng ta, cái đầu tiên là trí tệ của chúng ta, là tri thức của chúng ta. Trí tệ và tri thức nó thẩm định mình, giá trị của mình. Kế đó là nhân cách sống của mình, nó bảo vệ cái trí tuệ và trí thức đó, đúng không các anh chị? Trí tuệ, trí thức, nhân cách và đạo đức, nó bảo vệ lẫn nhau, nó gìn giữ lẫn nhau, nó tạo thành giá trị bản thân của mình trong xã hội này. Vậy thì các anh chị có từng hỏi với trí tuệ của mình đang có, với trí thức mình đang có, với nhân cách, đạo đức, cái nền tảng mình đã học rèn luyện và mình tạo được, thì bây giờ là năm 2017, 10 năm sau là 2027, 10 năm sau các bạn sẽ trở thành người như thế nào không các bạn 8X? Các bạn 8X và 9X. 10 năm tới các bạn sẽ trở thành người như thế nào? Các bạn đọc câu hỏi chưa? Các bạn sẽ đạt những thành tựu gì trong 10 năm tới? Với cái giá trị bản thân mà chúng ta phải biết chứ, đúng không? Chúng ta phải biết nhân cách chúng ta như thế nào, đạo đức chúng ta như thế nào, và chúng ta có tri thức như thế nào chứ, đúng không ạ? Với những thứ đó chúng ta đang có, thì 10 năm sau các bạn tưởng tượng cho coi mình được cái gì, mình đạt thành tựu gì, mình trở thành con người như thế nào. Các anh chị có đặt câu hỏi đó chưa? Các bạn 8X, 9X ơi, câu hỏi này quan trọng với chúng ta lắm các anh chị, quan trọng lắm. Tôi những người đang theo dõi live này, những cô chú, những thế hệ trước thì xin lỗi là mất nhiều thời gian của các cô chú ngồi lắng nghe, tại vì live này tôi đang hướng tới giới trẻ, thành ra nhiều khi nghe mà có nghịch tai thì xin bỏ qua dùm cho Huy. Chúng ta có từng đặt câu hỏi là 10 năm sau chúng ta trở thành người như thế nào không các anh chị, và chúng ta đạt được những thành tựu nào trên cuộc đời này không ạ? Hay 10 năm sau chúng ta trở thành nô lệ của Trung Quốc?
10 năm sau chúng ta trở thành một bệnh nhân ung thư ở bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Bả Chó. Một năm Việt Nam có 150.000 người mắc ung thư mới, làm gì mà chúng ta thoát? Hay 10 năm tới chúng ta xanh cỏ dưới đáy mồ rồi, vì ra đường bị xe đụng chết cha nó rồi. Một năm chúng ta 11.000 người bị xe đụng chết mà. Các anh chị lấy cái gì để nói các anh chị sẽ thoát trong 10 năm tới? Hay 10 năm sau các anh chị thoát hết những cái ung thư, quái thai, dị tật, bệnh tật, tai nạn giao thông, thoát hết. 10 năm sau các anh chị cũng y hệt bây giờ, không khác chút nào. Làm lãnh lương cũng $150 một tháng, trong khi giá thị trường nó tăng vèo vèo vèo, thuế má cái gì cũng tăng. 10 năm sau chúng ta cũng trở thành một cái thằng làm công ăn lương, một cái con làm công ăn lương, ngồi chờ sổ hưu, sợ sự thay đổi, sợ tất cả những gì lạ mới, sợ sự phản biện, sự khác biệt, sợ dấn thân. 10 năm sau chúng ta nói tiếng Tàu không dừng. Nếu tiếp tục sợ, không dấn thân, nếu tiếp tục không thay đổi, nói tiếng Tàu không dừng, nói tiếng phổ thông Trung Quốc giản thể. Đúng không các anh chị? Tôi không thấy ai trả lời câu hỏi này hết. Điều đó chứng tỏ là gì? Là rất ít anh chị 8X và 9X, chúng ta là đang, tôi nhắc lại, đang là rường cột của quốc gia. Rất ít anh chị ở đây không có định vị được mình. Không có định vị được mình, chúng ta sống, sống trong một cái xã hội mà chúng ta không có đặt câu hỏi, không có tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu, không có nhìn xung quanh mình, rồi không có định vị mình để biết được, để hoạch định cuộc đời mình đi tới từng giai đoạn ngắn 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 vào những giai đoạn dài dài dài, chúng ta đạt được những cái mục tiêu gì và cái gì nó khiến chúng ta không đạt được mục tiêu, thì chúng ta phải triệt tiêu nó, chúng ta phải đấu tranh với nó. Nếu chúng ta sống như một con robot ngây thơ ngớ ngẩn, ăn ngủ xếp đi WC xong rồi chết, ăn ngủ đi WC xong rồi chết chứ làm cái gì nữa, đúng không ạ? Không ăn thì nó đói, ngủ nó mệt, phải xếp để duy trì nồi dọc chứ, phải xếp nhu cầu mà, rồi cuối cùng phải đi WC, rồi xong rồi già rồi chết. Tại vì sống không có mục tiêu chứ, sống không có định vị được mình, sống không biết con đường sắp tới mình là cái gì, có mấy năm tới thành cái gì mà cũng không biết, có làm ôm cái sổ lương chờ ngày về về hôn không, thì sống làm cái gì? Sống như con thuyền đi biển mà không có cái la bàn, đi tới đâu rồi đi à, lạc tới đâu rồi lạc à, sống không có mục đích, không có ý nghĩa gì hết, thì rất là uổng cho ba má mình đã dày công đẻ mình ra, chưa kể bán ruộng bán nương bán lúa bán mồ hôi nước mắt để nuôi mình đi học, mặc dù học trong nền giáo dục rác rưởi nhưng ổng bả tốn lắm các anh chị. Rồi cuối cùng chúng ta sống như một cái đời sống thừa, cuộc đời thừa, sống giống như một loài chùm rỡi, loài chùm rỡi ăn hại của dân tộc mình, nó có ý nghĩa gì đâu. Thì các anh chị 8X 9X, nếu chúng ta không nhìn thấy điều này mà còn quạo, còn giận, còn tự ái nữa, thì chúng ta tiếp tục làm chùm rỡi nữa đi chứ làm sao. Các anh chị sống mà không biết 10 năm sau mình thành cái gì nữa thì làm sao. Mà các anh chị biết không, những thể chế độc tài nó rất thích điều này, thích điều này lắm. Nó thích cái dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ rường cột của quốc gia không có biết tương lai mình ra làm sao, sống đời thừa, nó thích điều này lắm. Và những thằng giặc, những cái quốc gia mà nó có cái máu xâm lăng, nó thích những cái lân bang, những cái nước xung quanh mà có cái dân tộc kiểu này. Chứ cái thằng kiểu này dễ thâu tóm lắm các anh chị ơi, dễ ở cả. Tập Cân Bình nó dốt quá chứ, gặp tôi là tôi thâu tóm dân tộc này từ lâu rồi, dễ bẹt, có gì đâu khó. Thảy cái cuốn hộ khẩu ra, mày đổi quốc tịch Trung Quốc, tao cho mày $1,000, nó nhập gầy, đúng không? Sống không có mục đích, không có tương lai, không có dấn thân, không có dám đấu tranh cho công lý và công bằng và lẽ phải, không có dám hy sinh cho dân tộc, cho quốc gia của mình, thì thằng giặc nó mua $1,000, 20 mấy triệu đồng, nhập cái quốc tịch của nó. Quốc tịch của nó được đi nhiều nước hơn Việt Nam nữa, trời đã không? Đã mà, nhập tôi cam đoan các chị nhiều khi phân nửa quốc gia nhập luôn, các chị tin không? Phân nửa quốc gia luôn. Tôi nói gì các anh chị phải tự ái, tự hiểu.
mà thế hệ 8X9X tôi lặp lại rườm cột của quốc gia mà không giải được bài toán 10 năm sau chúng ta thành những cái gì á, không giải được bài toán này, cái gì đang cản trở mục tiêu của chúng ta? Mà tôi nói luôn là cộng sản đang cản trở mục tiêu, không có mục tiêu nào các anh chị lập được đâu. Tôi chờ các anh chị đưa ra một mục tiêu nào đó mà không có, không có ai đưa ra đâu, không có ai đưa ra mục tiêu. Đưa ra mục tiêu nào các chị cũng không bao giờ thực hiện được đâu. Cộng sản nó cản trở hết, các anh chị không bao giờ thực hiện được mục tiêu của đời mình. Chúng ta phải phá vỡ những cái rào cản nó cản trở mục tiêu của đời mình, mục tiêu của cả thế hệ mình. Khi chúng ta cùng nhau phá vỡ những rào cản đó thì thế hệ chúng ta mới bước lên, bước xa hơn, dài hơn, có những cái thành tựu lớn hơn, thì dân tộc của mình mới bước tiến một bước lên văn minh hơn. Thì thế hệ sau cũng đi theo con đường của chúng ta, cứ bước tới như vậy thì chúng ta mới theo kịp các quốc gia xung quanh mình. Còn chúng ta cứ ngồi ôm cái sổ hưu chờ về hưu, kệ mẹ nó mai mốt tới đâu rồi tới. Thậm chí có những người, các anh chị biết không, làm quản lý những nhà hàng khách sạn 4 năm sao ở quận nhất thành phố Hồ Bảo Chó. Người bạn nói cho hiện tình nghe hết, biết hết, nói hiện tình quốc gia biết hết, biết Trung Quốc sắp chiếm nước ta luôn. Cuối cùng nói cho đã, cuối cùng bạn nó kết luận xong, mắt nhìn xa xăm, mặt cũng buồn, thở ra cái hì: thôi mai tôi đi học tiếng Trung Quốc, mai mốt Trung Quốc nó qua nó cũng tiếp tục mướn tao làm, nó ưu đãi cho tao hơn. Đó là câu chuyện có thật. Các anh chị có nghe câu chuyện này luôn đó, đúng không ạ? Chúng ta xung quanh chúng ta đã từng nghe cái tư tưởng này luôn, tư tưởng điên rồ hư não của thế hệ trẻ. Tôi không biết gọi cái thế hệ này cái loại người này loại gì luôn, loại ngợm gì luôn, không thể hiểu nổi trên đời này có một cái chủng tộc như vậy luôn. Không có chủng tộc nào trên thế giới mà phát ngôn kỳ cục vậy. Một quốc gia khác nó chiếm nước mình, đi học tiếng nước đó đi, là mai mốt nó trọng dụng mình hơn. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Thành ra chính vì chỗ mà các bạn không có mục tiêu, không có kế hoạch, không có định vị được mình, mà sống không có mục đích gì hết, thì thành ra là các bạn làm cái điều gì các bạn chẳng cần biết đúng hay sai. Nó kéo tới một cái hệ lụy, làm điều gì á các bạn không cần biết đúng hay sai. Các anh chị 8X, 9X ở đây lớn hết rồi, cũng phải nói thật với nhau đi. Có những việc làm sai mà chúng ta vẫn làm, làm sai mà vẫn làm, đúng không ạ? Làm không biết điều đó là tốt hay xấu, bất chấp, biết xấu cũng làm luôn đó, chị đừng nói không biết, đúng không ạ? Làm mà không biết chuyện đó nên hay hư, làm mà không biết là mình, người ta nhìn mình giống con người hay là như con ngợm, làm hết, làm tốt. Tại vì không có kế hoạch, không có mục tiêu, không có định hướng gì cho đời mình hết trơn, thì ai kêu gì làm nấy, ai mướn gì làm nấy, bỏ tiền ra làm thôi, đúng không ạ? Có tiền là làm à, đút bầu thư cho là làm tới vậy đó, ngồi yên chờ mà. Nó tạo ra một cái tâm lý bầy đàn rất là khủng khiếp rằng khi chúng ta thấy cái đám đông làm cái gì chúng ta cũng làm theo luôn, thì sống có chuẩn mực gì hết, không có mục đích gì, thấy đám đông làm gì thì làm luôn, làm theo luôn, và chúng ta tin theo đám đông luôn. Mà ở Việt Nam chúng ta biết hiện tình của Việt Nam chúng ta rồi, đảng cộng sản độc tài nó luôn tạo một cái lực lượng rất là đông, lực lượng dư luận viên, lực lượng đoàn thanh niên, lực lượng hội nông dân, hội phụ nữ, tất cả các hội đoàn này đều là của đảng hết, đông hùng hậu lắm. Nó làm những chuyện tào lao mấy ghim không à, nó làm những chuyện vớ vẩn, những chuyện bullshit, nhưng nó thu hút những cái bạn trẻ không có mục tiêu, không có đường hướng, không có định vị bản thân đi theo những cái nhóm này. Tâm lý đám đông mà. Đảng Quang Vinh, Đảng Quang Vinh, Đảng Quang Vinh đứng trong nhà, chắc Đảng Quang Vinh thiệt. Bác Vĩ Đại, Bác Vĩ Đại, Bác Vĩ Đại ngồi trong trường cắn hay giết, chắc bác cũng Vĩ Đại thiệt. Rồi nhìn xung quanh thấy hết hiện tình, thấy đất nước đang ngày càng nghèo mạt, người dân cơm không có ăn, áo không có mặc. Dân quan khắp miền, chỗ nào cũng có dân quan. Quan chức cộng sản nó ăn cướp, nó dồn dân vào đường cùng, nó bần cùng quá tất cả mọi thành phần trong dân. Nó bán nước, nó buôn dân lộ liễu, nó rước giặc vào nhà, nó tàn phá môi trường. Thấy hết. Nhưng mà ngồi nhìn thấy đám đông, Đảng Quang Vinh. Chắc đảng cũng Quang Vinh thiệt, tại vì một số thằng nào đó làm sai thôi. Bác chắc cũng Vĩ Đại thiệt, tại vì sau này thế lực thù địch nó nói, nó xuyên tạc bác thôi. Sống không có mục đích, không có lý tưởng, không có đường hướng, không có chuẩn mực gì hết, thì nó tạo cái tâm lý khủng khiếp, tâm lý bầy đàn như những con thú. Nó kéo thế hệ trẻ chúng ta 8X, 9X trở thành một cái bầy thú rất là dễ chăn dắt bởi những cái thằng nó có tư duy chăn dắt, những cái tư duy mà độc tài. Nó thích chăn dắt những đối tượng này lắm.
đúng không các anh chị thân mến chứ biết. Cuối cùng những thanh niên là rường cột quốc gia như chúng ta, thì dưới thời đại cộng sản này tự nhiên nhìn vào sẽ thấy giống hệt như những ung nhọ, những cái rường cột biến thành những ung nhọ, những nỗi ê chề nhục nhã, sự thất vọng chán chường của quốc gia dân tộc Việt Nam. Các anh chị không tin, các anh chị hỏi những cô chú, những người mà có học, những người đứng đắn, những người tử tế, các anh chị hỏi thử coi họ nói về thế hệ trẻ, các anh chị nghe, các anh chị hiểu, tôi nghe đầy lỗ tai rồi. Cuối cùng lý ra chúng ta được sinh ra là rường cột của quốc gia dân tộc, thì chúng ta vô tình bị biến thành những cục ung nhọt của dân tộc. Phá hoại, ăn hại là sự thất vọng ê chề của dân tộc này. Mà chúng ta có thể trách cộng sản, có thể trách độc tài, có thể trách nền giáo dục thối tha, có thể trách xã hội băng hoại, vân vân. Nhưng nếu chúng ta không nhìn thấy mình là ung nhọt, mình là nỗi thất vọng ê chề, chúng ta không thay đổi từ bản thân mình, thì có trách tới 1000 năm sau chúng ta cũng vẫn là ung nhọt. Và chính vì cả một cái thế hệ rường cột quốc gia mà trở thành ung nhọt như thế, trở thành nỗi thất vọng ê chề, trở thành bầy đàn, ăn theo nói leo, sống không có mục đích như thế, thì rất nhiều thế hệ trẻ lý ra là rường cột của quốc gia, nhưng thực chất họ là những người không có ích, không có ích, gọi là những người vô dụng, một thế hệ vô dụng. Các anh chị phản biện đi, một thế hệ vô dụng. Tại sao ạ? Có bao giờ các anh chị đặt câu hỏi, thế hệ 8X của tụi mình, thế hệ 9X của tụi mình sống để làm cái gì không? Sống để làm cái gì? Các anh chị có đặt câu hỏi này chưa? Chúng ta lớn rồi, 37, 38 tuổi rồi đúng không? Các bạn kia thì cũng 27, 28 rồi, sống để làm cái gì? Quay trở lại giống như nãy tôi nói hả? Sống để ăn, ngủ, xét, đi toilet, xong là già chết, đúng không? Ừ thì đúng là ai trong chúng ta cũng sinh ra lớn lên mài đũng quần trong trường, rồi đi làm công cho một đơn vị nào đó lãnh lương, cuối cùng về hưu thì ôm bệnh vào mình, ôm hết tiền dành dụm và lương hưu vào bệnh viện, nướng cho bệnh viện rồi chết hết. Cuộc đời của các anh chị đó, cuộc đời của chúng ta trong cái thiên đường xã hội chủ nghĩa đó, có phải không? Cái công thức này phải giống hệt nhau không? Có ai thoát khỏi công thức này ở Việt Nam không? Chỉ cho tôi coi rồi. Lớn sinh ra rồi lớn lên rồi đi học đã, rồi đi làm công cho một đơn vị nào đó lãnh lương, rồi chờ lương hưu, xong rồi về hưu thì các anh chị biết rồi, bệnh gần chết rồi, đúng không? Có ai về hưu ở Việt Nam mà đi du lịch 30-40 nước nổi không? Đâu phải như Tây đâu. Bệnh gần chết rồi, Việt Nam sống là càng sống càng bệnh mà, thì vô bệnh viện nằm cho chết. Sinh ra lớn lên rồi làm thuê làm mướn rồi bệnh rồi chết. Đó là công thức mà người Việt Nam có tránh khỏi đâu. Thì thế hệ của chúng ta, các anh chị nói, các anh chị sống để làm gì? Sống để đi theo cái công thức này ư? Cái công thức này mấy thế hệ Việt Nam rồi nghe các anh chị. Chúng ta sinh ra để sống đi theo công thức này sao? Không, tôi nghĩ đâu phải vậy các anh chị. Tôi nghĩ đâu phải vậy. Tôi nghĩ chúng ta sống, sinh ra để được lựa chọn một cái nền giáo dục tốt nhất. Nền giáo dục nào mà nó phù hợp với năng lực, phù hợp với kỹ năng của tôi, sở thích của tôi. Đúng không? Sống để gì ạ? Để hưởng thụ cuộc sống. Để yêu thương, để tử tế, để ra đường thì không sợ cướp giật, không sợ xe đụng, ăn đồ thì không sợ độc hại, về nhà ngủ không cần đóng cửa tại vì không có ăn trộm. Cưới vợ gả chồng thì gặp to là người tử tế, chứ không có tối ngày mà nói trên đầu trên cổ chửi lộn chửi bới nhau một cái ly dị. Rồi ra đường gặp cảnh sát thì họ vui vẻ, họ giúp đỡ người dân chứ không có đòi bánh mì, đòi móc tiền của dân. Cảnh sát gì ăn cướp vậy? Có chuyện gì nhờ tới cơ quan công quyền thì họ xứng về công lý, công bằng, đứng về nhân bản để bảo vệ người dân, chứ không có vô trong đó rồi nó đánh, nó đập đầu, nó cắt cổ người ta. Gì kỳ vậy? Dạ, chúng ta làm phải được cái mức lương bằng với khu vực chứ. Chúng ta sống đi, chúng ta lao động cống hiến, chúng ta phải được trả lương, tưởng thưởng chứ.
mức lương ít nhất cũng phải 700 đô một tháng như như khu vực Đông Nam Á, tức là 15 triệu một tháng đó các anh chị. Đáng chi? Để chúng ta tích lũy khi về hưu chúng ta có mớ tiền đi du lịch, không đi được 30 nước như tụi châu Âu đi chăng nữa thì cũng đi được 4-5 nước. Trời, cái vé du lịch khứ hồi trọn gói đi Thái Lan, có bao nhiêu người Việt Nam đi được Thái Lan rồi? Có 10,5 triệu đồng một vé du lịch trọn gói đi Malaysia, có ai đi được Malaysia rồi? Có 13 tới 14 triệu đồng để đi trọn gói đi Singapore, có ai đi được Singapore rồi? Người Việt Nam ơi, thế hệ trẻ 8X, 9X ơi, trời ơi, có mấy trăm đô mà cả cuộc đời chúng ta làm không có để dành được đi du lịch nữa, thì chúng ta sống làm cái gì? Chúng ta sống để làm cái gì? Sống có ý nghĩa gì? Sống mà không có được hưởng thụ gì? Sống mà sống trong một cái công thức mấy thế hệ lặp đi lặp lại, cứ đẻ ra và làm thuê, làm mướn, nghèo nàn, xong rồi chui vô bệnh viện rồi chết hết. Cuộc sống đó mà thế hệ 8X chúng ta tiếp tục chấp nhận, thế hệ 9X tiếp tục chấp nhận, thì con cháu chúng ta đời đời sẽ làm nô lệ tiếp, chứ đâu có thay đổi được gì đâu các anh chị. Mình một người có thể đi hơn 30 nước một đời người các anh chị. Mang tầm mắt để dạy cho con cháu mình điều hay lẽ phải, để cho thế hệ sau nó văn minh hơn rồi, đúng không ạ? 30 quốc gia mà, thì thế hệ sau của họ sẽ thông minh hơn thế hệ sau của mình. Thế hệ sau của mình nô lệ hơn thế hệ của họ. Cứ tiếp tục như vậy. Và thế hệ của chúng ta muốn biết chúng ta có ích hay không, thì chúng ta đặt câu hỏi, ngoài việc chúng ta sống làm gì, thì đặt câu hỏi là chúng ta đã làm được gì cho bản thân của chúng ta này. Không cần nói cho nhiều đâu, làm được gì cho bản thân chúng ta mà chúng ta thấy tự hào. Đặt thử câu hỏi đó các anh chị, 8X và 9X, đặt thử câu hỏi chúng ta làm được gì cho bản thân mình mà bản thân mình thấy tự hào. Các anh chị thử đặt câu hỏi đó coi, không lẽ chúng ta sống một đời mà chúng ta chưa bao giờ làm được chuyện gì mà chúng ta tự hào hay sao? 8X như tôi là 37, 38 tuổi rồi, đúng không ạ? 37, 38 tuổi rồi mà chưa làm được cái gì mà bản thân mình thấy tự hào hay sao? Các anh chị 8X với 9X chia sẻ thử chia sẻ thử này. Chúng ta phải đặt câu hỏi, biết chúng ta là sống kết hay không, thì đặt câu hỏi là chúng ta đã làm được gì cho bản thân chúng ta thấy tự hào hay không. Tới bây giờ này các anh chị, có không các anh chị? Sao nãy giờ nhiều câu hỏi của Huy, các bạn ở đây tới 1000+ người, 1600, 1700 người theo dõi mà không có ai trả lời Huy hết trơn. Có bạn Tường Cát Cát: tôi tự hào là không là gánh nặng cho gia đình. Ok, rất là hay. Có bạn Dương Hóa: tôi đã dám đấu tranh chống lại bất công xã hội. Rất hay, càng hay hơn. Có hai bạn trả lời Huy rồi đó. Mà có một điều chắc chắn như vậy nè các anh chị, chắc chắn như vậy nè, chúng ta có một điểm giống hệt nhau, 8X với 9X ở Việt Nam giống hệt nhau. Chúng ta làm được một điều kinh khủng luôn, cùng làm với nhau luôn, kinh khủng luôn, cùng làm với nhau luôn, mà không có quốc gia dân tộc nào dám làm điều này mà chúng ta dám làm. Chỉ có điều chúng ta không đáng tự hào thôi. Đó là gì các anh chị biết không? Chúng ta chịu nhục một cách khủng khiếp nhất thế giới. Thế hệ của tôi với thế hệ các anh chị là thế hệ nhục nhã nhất của dân tộc Việt Nam. Không có thế hệ nào nhục nhã bằng thế hệ của tôi với các anh chị. Các anh chị quay lại thế hệ trước, 6X, 5X dài lên các anh chị, tức là thế hệ
anh, rồi cha chú của mình, cô dì của mình, họ cũng bị độc tài khống chế đè đầu cái cổ. Nhưng các anh chị tìm hiểu tôi coi những phong trào đấu tranh của họ không có phải ba xàm ba láp như bây giờ đâu. Thậm chí họ đấu tranh bằng bạo lực luôn, họ hy sinh thân mình luôn, họ bị tử hình mà không thông qua tuyên án luôn. Các anh chị tìm hiểu tôi coi, có rất là nhiều cuộc đấu tranh. Có những người ở tù hơn 20 năm vì đấu tranh chống cộng sản. Năm 76 họ bị ở tù rồi, tới năm 96 họ mới được thả ra. Cuộc đời con người mà 20 năm bị nhốt trong tù vì chống độc tài, thế hệ của họ đáng tự hào không các anh chị? Còn chúng ta ngày hôm nay, chúng ta chịu nhục, chịu hèn, nói mà còn không dám nói nữa. Thôi mày ơi, đừng có nói chuyện chính trị. Nói chuyện chính trị công an nó bắt chết rồi, lo đi làm kiếm tiền đi, rồi chiều tao rủ mày đi nhậu bia ôm. Thế hệ gì kỳ vậy? Có cái gì đáng tự hào cái vụ mà đi nhậu bia ôm? Cuộc sống như vậy đó, nó tự hào lắm ư? Chúng ta làm được gì để chúng ta tự hào cho tới bây giờ? Hả mấy anh 8X, mấy chị 8X, mấy anh 9X, mấy chị 9X, chúng ta làm được gì? Cái việc đơn giản nhất là chúng ta tìm lực lượng, xây dựng lực lượng, chúng ta kết nối lực lượng với nhau để chúng ta chuẩn bị cho một cuộc bốc tung dân sự và tổng biểu tình để thay đổi xã hội này theo hướng tốt hơn, để lật đổ thể chế độc tài này đi. Không chỉ cộng sản mà thằng nào độc tài, trách nhiệm chúng ta cũng phải lật đổ nó, để chúng ta cứu chính mình, vì tự do của chính mình và vì tự do của con em mình nữa chứ của ai. Mà chúng ta còn không chịu làm nữa, chúng ta còn ngồi đó, chúng ta còn nảnh tới nảnh lui, chúng ta chờ người này chờ điều nọ, chờ lãnh tụ xuất hiện, chờ nước Mỹ đem quân qua đánh cộng sản, nhảm nhí không, chờ chính phủ tự phong đem máy bay không người lái, đem chiến đấu cơ quanh tạc Việt Nam, rảnh không? Thế hệ gì kỳ? Mà thực hành ta đi xây dựng lực lượng để biểu tình tại chỗ, tại nhà thôi, mà chúng ta còn không làm được nữa, mà chúng ta ngồi chờ, chúng ta chịu nhục, mà chịu nhục hoài, chịu nhục một cách khủng khiếp mà không có thay đổi, thì kết quả chúng ta đâu có được như mong muốn, đâu có được tự do. Mà các anh chị biết không, điều này tôi chia sẻ với các anh chị để chúng ta cùng thấy mắc cỡ với nhau. Là các anh chị biết Thái Lan là cái nước mà phe xanh, phe đỏ, phe vàng nó biểu tình, nó chống nhau rầm rầm, đúng không ạ? Phe áo đỏ là phe ủng hộ mà ông thủ tướng hồi xưa Thạc Sĩn, gọi là phe dân chủ, đúng không ạ? Phe áo vàng là phe bảo hoàng, đúng không ạ? Thì Thái Lan nó biểu tình rầm rầm, mỗi lần biểu tình là nó chiếm Bangkok luôn. Các anh chị tưởng những cái người biểu tình đó, những người vĩ đại thánh hay gì trên trời giáng xuống, tình áo đỏ áo vàng họ biểu tình với nhau, họ tranh giành mà từng lá phiếu với nhau khi mỗi cái cuộc bầu cử để làm gì các anh chị biết? Để cho Thái Lan thay đổi tốt đẹp hơn. Thay đổi tốt đẹp hơn. Hai đảng họ cạnh tranh với nhau thì dân họ ủng hộ, họ biểu tình rầm rầm để cho Thái Lan thay đổi tốt đẹp hơn. Và các anh chị biết không, những chị bán rau, những em bán cá ở trong những cái chợ nhỏ ở dưới quê thôi, ở dưới quê thôi, xa Bangkok lắm, đột nhiên sáng đó họ đóng cửa hết, họ mở cửa nguyên cái chợ luôn. Họ đón xe tút tút, họ lên Bangkok, đi cả 100 cây số lên Bangkok biểu tình, đồng loạt đóng cửa chợ biểu tình. Những em bán rau, những chị bán cá đi biểu tình, các anh chị có biết không? Chứ ai trên trời rơi xuống lãnh tụ nào xuất hiện đâu. Họ biểu tình, họ chiếm Bangkok luôn. Biểu tình chừng nào đạt được mục đích thì quay trở về mở ra, mở sạp rau, sạp cá bán tiếp. Khi chúng ta hỏi, khi mà mình hỏi các chị bán rau bán cá đó, các chị bán rau bán cá nó trả lời rất đơn giản đó. Trời, mình không đi biểu tình đó, thì cái luật đó nó không có sửa. Ngồi đây chờ biết chừng nào nó sửa. Mà chính phủ Thái Lan là chính phủ quỳ dân đó, chính phủ nó rất là thương dân đó rồi đó, mà cũng phải đi biểu tình thì nó mới sửa luật chứ. Không biểu tình làm sao nó sửa. Thì chúng ta thế hệ rường cột của quốc gia là những trí thức 8X, 9X, thua con mẹ bán rau, thua con mẹ bán cá của đất nước láng giềng nữa. Có thấy, cảm thấy mắc cỡ không các anh chị? Tôi thấy mắc cỡ quá.
tôi thấy rất là mắc cỡ luôn các anh chị. Mà các anh chị biết có những cái luật mà họ biểu tình rất là nhảm nhí luôn. Tôi kể các anh chị nghe một lần là chiếc xe bán tải Việt Nam mình chạy rất là nhiều đúng không? Forester, vua bán tải đúng không ạ? Rồi Toyota Hilux đúng không? Mitsubishi Triton, xe bán tải Thái Lan nó chạy nhiều lắm. Thì cái thùng xe bán tải đó, hầu hết các nước nó không có cho chở người, chỉ được chở hàng thôi. Nhưng mà Thái Lan, Cambodia nó cho chở người. Thì Thái Lan nó phát triển, nó văn minh rồi, cái chính phủ nó ra cái luật là cấm chở người ở trên thùng xe bán tải. Người dân họ đi biểu tình, mấy chị bán rau bán cá đi biểu tình. Mấy chị đã nói vậy nè, nói là Thái Lan có giàu đâu, Thái Lan có văn minh đâu, Thái Lan chưa có thịnh vượng mà, Thái Lan còn nghèo lắm. Thành ra người dân là phải ngồi trên cái thùng xe đó để đi làm cho nó tiện. Chừng nào Thái Lan giàu đi hết ra luật này, thế là chính phủ phải bỏ cái luật đó. Rồi có một lần Thái Lan cũng tăng giá xăng, thì các chị bán rau bán cá cũng đi biểu tình buộc chính phủ hạ giá xăng nữa. Chứ có ai vĩ đại quang vinh trong hang bắt bó chui ra dẫn chúng ta đi biểu tình đâu. Toàn là những người nông dân bình thường, những người dân rất là bình thường. Cũng có những em sinh viên rất là bình thường, nhưng họ sống, họ dấn thân, họ biết cái việc họ làm, họ nghỉ, nghỉ buôn bán một ngày, nghỉ học một ngày đi biểu tình, để được cái điều mà con cháu của họ sẽ hưởng rất là dài, hưởng nhiều thế hệ. Thì đó chính là trách nhiệm của một công dân trong đất nước, trách nhiệm công dân đối với quốc gia dân tộc của mình. Chứ đâu phải trách nhiệm công dân, trách nhiệm của thế hệ tôi với các anh chị là trách nhiệm hèn và nhột, ngồi nín thinh nói mà không dám nói nữa. Thì tất cả những điều này nó kéo đến một cái hệ lụy là rất đông chúng ta sống nói theo người khác chứ đâu có dám nói bằng tiếng nói của mình, nghĩ theo người khác không dám nghĩ một cách độc lập, làm theo người khác chứ không dám làm cái điều mà chúng ta tin là đúng. Nói, nghĩ và làm theo người ta hết, mà làm theo đảng đó chứ không làm theo ai, chứ đảng nó quản lý hết cái này. Mà làm theo đảng riết rồi thì sao ạ? Thì đảng nó bán nước và buôn dân, chúng ta cũng đi theo nó luôn. Chúng ta cũng đi theo, chúng ta ủng hộ ngầm cho đảng bán nước và buôn dân luôn, chứ có thay đổi được gì đâu. Mà đã như vậy rồi, chúng ta sống một cuộc đời mà nói không dám nói phải nói theo, nghĩ không dám nghĩ cũng nghĩ theo, làm không dám làm cũng làm theo, mà làm theo bọn ác nữa, thì chết cho rồi sống làm chi, uổng công ba má đẻ mình ra lắm, đúng không các anh chị? Mà cùng thời đại với chúng ta, nhìn rộng ra thế hệ 8X và 9X cùng thời đại của chúng ta, những thanh niên của các quốc gia văn minh, những công dân toàn cầu của thế kỷ 21 bây giờ, họ không chỉ thể hiện vai trò công dân đối với quốc gia của họ không, mà họ định vị mình là công dân toàn cầu của các anh chị. Họ sống, họ hướng tới sự khám phá, họ vượt qua bản thân, họ chinh phục bản thân của mình, họ vượt qua những cái ngưỡng mà con người mà bị mắc phải, họ phá vỡ những cái ngưỡng đó để làm chi các anh chị? Để họ cống hiến nhiều hơn, để họ sáng tạo nhiều hơn, họ đóng góp nhiều hơn, họ ghi dấu ấn nhiều hơn cho nhân loại này, đóng góp cho đất nước họ, mà cho cả cộng đồng, cho quốc gia dân tộc và cho cả nhân loại nữa, cho cả trái đất nữa. Họ phá vỡ mọi cái rào cản. Thành ra là họ, tuổi trẻ của họ đi rất là nhiều nước, 16, 17 tuổi họ bắt đầu họ đi nhiều nước, họ khám phá rồi, đúng không? Họ khám phá những thứ người Việt mà chúng ta không dám làm nữa, một mình leo núi chẳng hạn, đúng không? Một mình vượt thác. Họ làm những chuyện mà chúng ta không dám làm. Họ vượt qua mọi rào cản để họ ghi dấu ấn, để họ cống hiến, họ đóng góp và họ tận hưởng cái cuộc sống duy nhất mà họ có trên đời này. Họ vượt qua cái tư duy mà người Việt chúng ta bấu víu hàng ngàn năm không buông, cái tư duy lũy tre làng. Người Việt chúng ta bị tư duy lũy tre làng. Ngoài cái vụ cộng sản, cộng xiết ra còn cái tư duy lũy tre làng. Người văn minh họ không có điều đó. Họ không có lũy nào mà rào cái não họ lại, không. Họ không có cây đa bến nước sân đình rào cái não họ lại, không có. Họ cho phép mình vượt qua mọi rào cản để họ sáng tạo liên tục. Họ sẵn sàng khám phá thế giới, họ mạo hiểm kể cả bản thân họ để khám phá, để khẳng định mình trên mọi lĩnh vực. Và những cái vấn nạn lớn nhất trên toàn cầu của nhân loại này, đặc biệt là những lĩnh vực mà chúng ta rất là gần Việt Nam, như thảm họa về môi trường này, thảm họa nhân đạo này, các hoạt động về bảo vệ nhân quyền, bảo vệ quyền tự do, bảo vệ xúc tiến cái quá trình dân chủ ở các nước độc tài, vân vân. Những cái lĩnh vực nóng bỏng của loài người này luôn xuất hiện những gương mặt trẻ của các nước văn minh.
luôn xuất hiện những gương mặt trẻ của các nước văn minh. Các lực lượng tình nguyện viên, điều phối viên rất là trẻ của các nước này đang thúc đẩy nền văn minh của nhân loại, thúc đẩy quá trình phát triển loài người, thúc đẩy quá trình dân chủ hóa của loài người. Trong khi chúng ta thì đang chịu hèn, chịu nhục để thúc đẩy quá trình mọi rỡ quá của dân tộc mình. Vậy thì chúng ta đang ở đâu trên thế giới này, ở thế kỷ 21 này? Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang đóng góp cái gì cho thế giới này ở thế kỷ 21 này? Mà ngay trên quê hương của mình, Formosa nó tàn phá miền Trung, nó giết biển miền Trung, nó giết dân chúng ta luôn. Bô-xít Tây Nguyên nó tàn phá cả dãy đất Tây Nguyên, nó giết dân, nó giết rừng. Hàng loạt cái dự án thủy điện nó chặt phá rừng một cách tàn nhẫn. Rồi nhà máy giấy lớn bậc nhất thế giới tồn tại ngay giữa trung tâm vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta, nó tàn phá vựa lúa của chúng ta. Chúng ta đang ở đâu trên thế giới này, ở thế kỷ 21 này? Chúng ta đang làm gì? Chúng ta sống vì cái gì? Đó chính là những cái thông điệp thay lời kết luận mà livestream hôm nay Huy dành đến các anh chị, các bạn trẻ thế hệ 8X, 9X và các bạn trẻ mãi về sau. Đồng thời thì Huy cũng nhắc lại là Huy xin gửi lời chân thành cáo lỗi với các cô chú, các anh chị ở thế hệ trước. Tại vì cái livestream này Huy dành cho thế hệ của Huy và các bạn trẻ, thành ra có điều gì sơ xuất, có những lời nói mà nó không có phù hợp, nó nghịch nhĩ, thì mong các cô dì, các chú bác và các anh chị thế hệ trước bỏ qua cho. Thời gian thì không còn nhiều, thành ra hôm nay Huy không có dành thời gian để tiếp tục đàm luận bằng hình thức trả lời câu hỏi với các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị vào ngày mai. Trước khi dứt lời, Huy xin gửi lời chúc đến các anh chị ở Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ, một đêm đầy trăn trở. Chúng ta đừng ngon giấc nữa các anh chị. Ai rồi cũng sẽ có một giấc ngủ rất dài trong đời mình. Ngủ thiên thu không bao giờ tỉnh. Chúng ta phải biết trăn trở với vận mệnh của quốc gia, dân tộc của mình, và chúng ta biết trăn trở với thế hệ của mình đang ở đâu trên thế giới này. Chúc cho các anh chị, các bạn trẻ ở bên kia bán cầu luôn đồng hành cùng các anh chị, các bạn trẻ ở trong nước, ở trong quốc nội, để khối đoàn kết giới trẻ dân tộc Việt chúng ta trên toàn cầu này ngày càng mạnh mẽ và chặt chẽ hơn, để đưa dân tộc chúng ta thoát khỏi ách nô lệ của Cộng sản, thoát khỏi ách nô lệ của giặc Trung Cộng, và đưa con cháu chúng ta tiến đến bến bờ tự do nhanh nhất. Cảm ơn các cô dì, các chú bác, các anh chị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.